Trời ơi, sao có phụ nợ vậy? Trời ơi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, nhổ cái mì mà muốn lên luôn. Thôi kệ, có nhiêu đỡ nhiêu. Thôi vậy nè. Vậy hay là mình nhổ, nhổ nhiều thiệt nhiều đi, đem về trữ ăn cho nó đã. Đừng có làm vậy, nhổ đủ ăn thôi, công người ta trồng cũng cực mà. Cực gì? Tôi có thấy cực gì đâu. Tôi thấy giờ vô đây nè, tôi nhổ trộm mì, thấy khỏe re à. Thấy thú vị. Anh đâu có nhổ đâu. Nãy giờ á, tôi với anh Mai nhổ không à. Ruộng khoai này á, tới kỳ thu hoạch rồi. Dạ. 3 ngày nữa con kêu lái vô thu hoạch, mình bán hết luôn nghe con. Dạ. Tôi nói mấy anh nghe nè, mình chỉ kiếm đủ ăn bữa nay thôi. Rồi ngày mai á, mình ra bến thuyền vác thuê để kiếm ăn. Đúng rồi đó, anh Tùng nói vậy đúng đó. Mấy ông nói sao á, cái thứ đói xanh mắt như tụi mình á, trời ơi, của trước mắt không chịu lo, lo chi xa cho mấy cha. Trời ơi, có cái của ăn trước mắt không chịu lấy, còn tính xa vậy. Với lại cũng sắp tới giờ du học rồi đó. Thôi mệt quá, vỗ đại đi, ăn còn đi học nữa. Lẹ đi, lẹ vô, nhổ. 2, 3. Hai ba. Ê, mấy người kia, thằng cắp khoai hả? Trời ơi, đứng lại, đứng rồi nè. Trời trời, mấy người là học trò, sao lại vô ăn trộm khoai của tôi? Học trò kiểu gì? Chẳng lẽ chưa học câu nghèo cho sạch, rách cho thơm hả? Sao lại đi ăn trộm? Trời ơi, cái câu đó con nít lên ba nó cũng thuộc nữa. Chỉ có cái câu mà có thật mới giật được đạo. Dạ, tôi con sai rồi. Tất cả là do con đầu trò. Con thay mặt anh Trúc và anh Mai xin nhận lỗi với thầy và chú. Xin thầy và chú bỏ qua cho tụi con. Dạ, là tụi con đồng lòng. Với một phần tụi con đói bụng quá. Hai ông đuổi tôi đi mà. Thưa ông, học trò ngu dại là lỗi của thầy, để tôi phạt chúng nó. Phá hoại của người ta thì phải qua bên ruộng của người ta làm mà chuộc lỗi. Đến khi nào chủ nhà nói được thì thôi. Dạ thưa chú, để học xong buổi học này tụi con sẽ qua nhà chú. Có việc gì chú cứ sai tụi con làm. Xin phép thầy tôi về. Dạ thưa chú, hôm nay tụi con qua chịu phạt. Chú muốn tụi con làm gì? Cuốc đất, đánh luống, bỏ phân hay là gieo giống vậy chú? Nhiều quá vậy. Ngồi xuống đi rồi tính. Dạ thưa chú, tại tụi con đói quá nên làm liều, lỡ tay ăn cắp mấy củ khoai. Ăn sống mà giờ bụng sâu một á, giờ nó đuối lắm. Có gì chú cho làm gì nhẹ nhẹ thôi, chứ làm nặng nặng lỡ con xỉu giữa chừng có gì chú chịu á. Dạ xin lỗi chú. Dạ chắc anh Trúc anh đang mệt trong người cho nên là anh mới nói vậy. Chú cứ giao việc gì đi, tụi con sẽ làm. Dạ cũng mệt triền biên. Dạ. Bay đâu? Dạ chú ơi. Dạ chú cái người, chú cái người kìa. Chú à, vậy là sao hả chú? Ăn đi rồi lo về đi học. Ê, chú mà ăn cơm kìa, chú mà ăn cơm kìa. Có mấy củ khoai có đáng là bao. Nói tôi một tiếng đàng hoàng, tôi luộc tôi mời, có gì đâu. Thôi lần sau đừng có làm vậy nữa. Dạ. Dạ không có lần sau nữa đâu à. Dạ. Ngồi ăn cơm đi. Ê, chú mà ăn cơm kìa, chú mà ăn cơm kìa. Ăn lẹ đi, ăn lẹ đi học nữa. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Hai chú cũng ăn cơm đi, đừng có khách sáo. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Ăn cơm, cơm. Lại lên, lại lên. Hay thiệt, vừa được ăn mà vừa được có quà mang về nữa. Ăn tới đâu thấm tới đó. Đúng rồi, ăn thấm chứ. Trời ơi, đồ ăn nó ngon, nó thấm thía làm sao á. Ê công nhận nha, nghĩ ra cái chiêu ăn trộm này hay á. Tưởng bị đánh đòn, ai về ăn no nê thoải mái luôn. Ý của anh Tùng nói là ăn tới đâu muốn độn thổ tới đó đó. Thì là mất mặt quá trời luôn à.
May là chúng ta gặp được người tốt đó. Tôi xin thề, từ đây về sau không tơ hào của ai, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ. Anh nói quá, chuyện đó có đáng gì đâu. Thế là may mắn dữ lắm đó. Sau này nhắc lại thời đi học này chắc là sẽ nhớ dữ lắm đây. Ba đứa mình á, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ chung, có chuyện buồn vui gì á cũng nói với nhau. À, hay là gì? Ba anh em mình kết nghĩa anh em đi. Thế là sẽ đồng cam cộng khổ, rồi nhắc nhở nhau ăn ở cho đàng hoàng, có được không? Hay, ý của anh hay đó. Không chỉ bây giờ, mà cho dù đến ngày sau vẫn sắt son một lòng. Không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Chúng ta đùm bọc lẫn nhau, người khá hơn, giúp đỡ kẻ nghèo ngặt. À, sẵn chúng ta đang có đồ ăn nè, tối nay làm một bữa cơm kết nghĩa, có được không? Hay. Mày đi thôi. Được á. Chữ nghĩa thánh hiền thầy đã trao cho các con. Thầy mong sao các con vận dụng kiến thức đó để giúp đời, giúp người, để làm người hữu ích. Nếu sau này có duyên, thầy trò ta sẽ gặp lại nhau. Chúng con xin lỗi thầy, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Thôi được rồi. Dạ, chào các anh nha. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Chào, tôi về trước đi. Tôi về trước. Sao chia tay mà mặt đứa nợ nó hớt hở quá vậy? Học xong rồi thấy khỏe thấy ghê luôn. Anh Trúc, anh Mai, bây giờ mặc dù chúng ta mỗi người mỗi ngã rồi, nhưng mà chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, các anh nhớ không? Tôi nguyện sẽ không bao giờ quên hai anh đâu. Phải. Dù thành công hay thất bại, dù giàu khó hay sang hiền, nhà của tôi cũng là nhà các anh. Hai anh muốn ghé lúc nào cũng được. Hay, anh tính làm gì? Tôi chắc là tôi về quê. Giờ học như thấy đủ rồi, cha mẹ đang hối lấy vợ, về cái quảng điền sản rảnh cái chơi nha. Nói chung giờ tôi mới về rồi, cha mẹ đang đợi. Mẹ ơi, con được về với mẹ rồi, trời ơi mừng quá. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này nhất định tôi sẽ về tìm hai anh. Dạ bẩm thầy, con là học trò nghèo từ đàng trong, đi bộ ròng rã bao nhiêu đường đất mới tới được Kinh Kỳ. Con xin thầy nhận con vào học, cho con tá túc. Khi thành đạt, con nguyện sẽ không bao giờ quên ơn. Không có đồng xu dính túi, mà rồi tự học và rồi tá túc. Ngươi cũng to gan lớn mật ghê đó. Dạ bẩm, tài sản quả thật là con không có, nhưng mà con có sức khỏe, quyết tâm thì không ai bằng. Thầy sai gì con sẽ làm nấy. Sao ngươi dám chắc ngươi sẽ đỗ đạt thành tài hả? Dạ, làm trai thì phải nên trai. Ngoài ra con còn một lời hứa với hai người đồng môn, đồng cam cộng khổ đã kết tình huynh đệ. Con không chỉ muốn giúp đời, mà con cũng muốn giúp cho huynh đệ của con sau này. Phải qua sát hạch, qua được ải đó rồi sẽ tính tiếp. Nói cho người biết, thông thường cứ vài trăm sĩ tử ta mới chọn được một người. Dạ, chính vì nghe danh thầy khó nhất Hà Thành nên con mới tới đây. Mình ơi, tôi về rồi nè. Dạ ông ơi. Trời dạ, ơi sao cứ mỗi lần mày xuất hiện là tao bị ép tim làm sao. Dạ con xin lỗi ông. Dạ ông ơi, thương lái nó tới nó mua hai bồ lúa, mà lúa của mình còn không đủ rồi sao giờ ông? Sao mày ngu quá vậy? Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, mà sao mày không chịu tiếp thu gì hết? Nói chung là bây giờ không đủ đúng không? Dạ. Lấy thóc lép trộn vô là nó đủ liền đúng không? Trời ơi, mình làm ăn mà vậy làm sao được ông? Mình làm ăn vậy mất uy tín hết. Được. Mai mốt ai mua của mình nữa. Trời, mày lo xa quá. Mày có chắc là cái bọn thương lái xảo trá đó, nó không có dìm giá mình không? À, mà còn à, mình à, tới ngày mình trả tiền công thợ rồi đó ông. Mà bây giờ ông coi à... Hiểu. Mày nói nó đợi đi ha. Tiền của tao đi cho dai rồi. Đợi chừng nào tao lấy về rồi tao trả.
chứ lấy về sớm rồi sao có lợi được, hiểu không? Con bạo động quá, sau này á con đừng có nói với ông ba cái chuyện bạo động đó. Nhưng mà con thấy lúa đi. Dạ. Đi. Ngộ ghê. Nè con. Dạ mẹ. Sắp tới ngày đám cưới con rồi, con có mời mấy người bạn học chung kết nghĩa anh em gì đó về chơi không? Để mẹ nhớ coi đứa nào. Anh Tùng, thằng Mai đúng không? À thì đúng rồi. Nhưng mà giờ biết đâu mời. Bây giờ mỗi đứa tứ tán nơi. Nè, coi như mẹ muốn dịp này gặp lại, cái mình muốn khoe cho người ta thấy nhà mình đầy đủ, rồi có của ăn của để. Thôi, đâu được. Khoe đầy đủ mất công, nó nhờ giả, nó mời mọc. Cho mượn xong thì mất bạc, còn nếu không cho thì bắt đầu trách móc, trách cứ đủ điều. Thôi, tốt nhất là tránh đi thì hơn ha. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình. Mai là cơm vừa mới chín, mình vô rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm luôn. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà. Mình à, mình đi buôn lần này làm sao? Hàng họ có khá hơn lần trước không? Tôi nghĩ là tôi không có tay buôn bán, càng cố gắng thì càng thất bại. Tội cho mình lấy phải một ông chồng bất tài vô dụng. Mình đừng có nói như vậy. Buôn bán là phải có tay. Mình không làm cái này thì mình xoay cái khác. À, hay là mình mở lớp dạy học đi. Vừa được gần nhà, lại hợp với khí chất của mình nữa. Trên đời có mấy ai được người vợ hiểu mình như tôi đâu. Bởi vì đi đâu á, tôi cũng chỉ muốn về nhà thôi. Em không cần tiền kho bạc đụng gì hết, chỉ cần vợ chồng mình vui vẻ hòa thuận là được rồi. Thực ra thì tôi cũng thích nghề gõ đầu trẻ lắm. Nghĩ tới là lại nhớ tới thời đi học, biết bao nhiêu là buồn vui. Tôi lại nhớ tới hai anh bạn Trúc Tùng. Ước gì tôi được gặp lại họ một lần. Thế nào rồi cũng sẽ có ngày đó mà. Mình lo gì. Trời đất ơi, trúng mánh chiếc ngàn này đã quá. Trời vàng ơi, tao muốn lé mắt với mày luôn. Trời ơi, có một chiếc ngàn thôi mà mình tậu được vàng bạc đá quý gì nè. Cực vô đi. Đây là chút lòng thành của em gửi đến quan, mong quan nhận cho. Dạ quan mắt nhắm mắt mở cho công việc làm ăn của em nó trôi chảy. Dạ quan nhận cho. Dạ ít hả quan? Cũng được. Dạ thưa thầy, con đã về rồi. Dạ thưa thầy, con đã đổ đạt đúng theo như lời con đã hứa với thầy. Con giỏi lắm. Dạ thưa thầy, thật sự là con rất lo. Thầy bây giờ chỉ có một mình, đã lâu không còn nhận học trò nữa. Thì thầy cho con rước thầy về bên con. Trò cũ đến thăm, con sẽ tiếp đón giống như là bên nhà thầy vậy. Biết con có lòng, nhưng người già ở đâu quen đó. Chỉ cần lâu lâu con qua đây, thầy trò mình gặp mặt như vậy là vui rồi. Dạ con cũng đi suốt, đâu có quanh quẩn làm phiền thầy thường xuyên. Hay thầy cứ về bên con. Càng già càng tự do tự tại. Mà thôi, cứ để vậy đi. Ama nè, thầy thấy con dạo này có vẻ nhàn việc, sao không đi ra ngoài tiêu dao một chuyến? Con người ta cũng cần phải đi đây đi đó. Dạ, thầy dạy rất đúng. Quả thật con cũng muốn đi xa một chuyến.
con còn có hai người bạn. À, hai người kết nghĩa lúc trước còn nói nếu một trong ba thành đạt thì sẽ ra tay giúp đỡ người kia chứ gì. Dạ phải. Nghe thầy tuyển con vào học sát hạch thấy khá chỉ là một lẽ, nhưng lý do chính để thầy nhận con là vì thầy nghe con kể chuyện đó, thầy đã biết con là người trung nghĩa, một lời đã hẹn với nhau mà làm được như lời hẹn, mình cảm thấy thanh thản. Làm được cứ làm. Dạ, thầy nói như vậy càng có lý do để con xin nghỉ việc qua để đi tìm bạn. Dạ bẩm quan, đường xa dằn dặm cực khổ lại nguy hiểm khôn cùng, quan có muốn thăm bạn một cách bình dân thì cứ cho lính tráng khi kiệu tới rồi hẳn cải trang cũng đâu bị lộn. Cải trang như vậy mới thú, không sợ nguy hiểm cũng chẳng sợ cướp bóc gì, ta cứ vừa lên đường vừa ngoan cảnh, không phiền ai cũng không ai phiền mình. Lâu lắm rồi mới được trở lại cái thời tự do như vậy, chưa tiền hô hậu hủng thấy thoải mái vô cùng. Bạn bè lâu ngày gặp lại tha hồ vui vẻ. Bạn của Quang thật là có phước khi có một người bạn như Quang. Chúc Quang thượng lộ bình an. Bẩm, bẩm ông. Gì? Ông ơi, bên ngoài có một tên Bần Bần tới nói là bạn của ông, giờ con có cho vô gặp ông không ông? Bần Bần hả? Ta làm gì có bạn mà mày còn dùng cái ngữ Bần Bần, sao có? Thì bởi vậy mới nói. Con nói nè, ông kia, ông chủ tôi là không bao giờ mà kết giao với những kẻ bọt bèo mà Bần Bần như ông đâu nghe. Vậy mà ông cứ lì lợm trơ bản mặt ông ra, nói là bạn, rồi còn nói là đã kết nghĩa huynh đệ rồi nữa. Nói là kết nghĩa huynh đệ? Dạ. Kết nghĩa huynh đệ? Không lẽ... nhưng mà phiền lắm, cứ ra nói là ta không có ở nhà, hiểu không? À dạ 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 dạ. Ờ đi đi. Ủa người em, anh còn nhận ra tôi chứ? Nhận ra người anh em. Nhận ra chứ. Tôi biết mà, anh em một thời đồng cam cộng khổ, không thể nào không nhớ ra nhau đúng không? Sao anh khỏe chứ? Ngó cái bộ này chắc khó lắm mới đủ ăn đây. Tới mượn tiền cứ nói mượn tiền, giả bộ mừng mừng tủi tủi. Tôi cũng khỏe lắm. Sao giờ làm gì? Gia cảnh sao? Có làm ăn gì không? Mà sao có bộ tôi thấy chuyện của tôi á thì khoan nói đã. Mình ngồi xuống đi rồi từ từ nói chuyện hả? Ngồi. Nói thiệt với anh, tôi nóng lòng đi đường xa tới đây, chỉ mong được gặp anh, được nói chuyện với anh thôi. Thấy gia cảnh anh như vậy, chắc là làm ăn phát đạt lắm, tôi rất là mừng cho anh. Biết lắm mà, giờ nâng mình lên cho dễ mở lời. Thứ này mình còn lạ gì, biết về hồi xưa đừng có bốc đồng kết nghĩa kết tình cho nó phiền hà. Làm sao để chặn họng nó ta, không cho nó dai mượn gì hết. Nói thiệt với anh chứ, mấy cái ngày vừa rồi á, tôi thua lỗ nên cục vốn hết trơn à. Thấy nhà cửa như vậy, thấy khang trang như vậy chứ thật ra trống rỗng à. Tôi tính đi tìm anh á. Ủa, vậy sao anh không kiếm? Tôi tuy bận rộn, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ hai anh hết. Không ít thì nhiều, nếu không giúp được của thì mình còn động viên nhau để qua cơn bỉ cực. Nghèo kiết xác mà đặt nói chuyện tình nghĩa. Tôi đi kiếm á là để hỏi coi anh có chút ít vốn không cho tôi mượn đỡ. Chứ vừa rồi tôi nói mất mùa liên tiếp, rồi thiên tai đói kém, nhà có bao nhiêu ruộng lúa đem đi bán hết trơn luôn, sau đó lấy vốn đi buôn. Đi buôn thì lỗ sặc gạch, khổ tâm lắm. Nghe như vậy thì tội cho anh quá. Nè, giờ tôi tới đây để... Tôi nói anh nghe nè, nhà thì có ruộng mà năm nào cũng lỗ. Thợ thuyền giờ tôi nói nó làm biến không à. Còn cái bọn mà thuyền thương thuyền lái bây giờ á, toàn là tụi lương lẹo. Chưa kể ha, ta nói trồng hoa màu cũng bị ăn cắp, trồng lúa cũng bị ăn cắp lúa, trồng bắp cũng bị ăn cắp bắp, trồng khoai cũng bị ăn cắp khoai.
Anh nhắc tới khoai á làm tôi nhớ chuyện năm xưa, thời mà tôi mình nói còn... anh nghe nè, đã mất mát rồi mà còn thương lái ép giá nữa mới đau, khổ lắm anh ơi. Nói vậy chứ bây giờ còn hơn vạn lần hồi xưa. Gặp được anh, nghe anh nói tôi vui lắm. À, hay là mình ngồi với nhau vài ngày để ôn lại chuyện hồi xưa anh hả? Cái gì? Anh nói gì? Anh định ở lại đây vài ngày hả? Phải. Có phiền gì anh không? Đâu có phiền gì đâu. Thoải mái cứ tự nhiên. Anh coi đó, bạn bè thân thiết tới thăm, vậy mà nhà có vài con cá lòng tông mà tôi thấy xấu hổ quá. Không sao, được ngồi với nhau ăn bữa cơm sau bao nhiêu năm xa cách là vui rồi. À, anh không nhớ sao hồi xưa ba đứa mình không có cơm ăn nữa. À, đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi thấy bây giờ còn khổ tâm hơn nữa. Nhìn mình á, nhà cửa ruộng vườn thì có vẻ ghê lắm, nhưng mà đâu có ai biết là bên trong khổ lắm. Thấy bà con chòm xóm anh em dòng họ lâu lâu kéo tới xin cái này mượn cái kia mà không cho, nói mình hiểm, còn cho hoài lấy đâu ra cho. Tôi rất hiểu tình cảnh của anh cho nên tôi mới... À, anh hiểu, tôi cảm ơn. Thôi, ăn cơm đi ha. Mời anh. Mời. À, tôi quên hỏi anh nữa, mà lâu nay anh có gặp lại anh Mai không? Hay là hai ta cùng đi kiếm anh Mai, rồi ba anh em ta hội ngộ? Tôi thì tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi giờ cơm không có cái để ăn, lấy đâu ra lộ phí để đi. Vả lại tới nhà anh Mai, nếu mà anh Mai cũng khó khăn như tôi thì làm phiền người ta thích đãi mình nữa. Nếu mà không thích đãi thì người ta buồn lòng, còn thích đãi thì người ta tốn mớ tội nghiệp ta, đúng không? Chuyện đó anh khỏi phải lo, cứ đi với tôi, có gì thì ăn nấy. Nhắm không mượn được mình nên dở trò rủ rê để đỡ khoản lộ phí, mò tới mượn mọc thằng Mai đây, tưởng ta không biết hả? Phải vạch mạch nó ha. Từ lúc gặp tới giờ vẫn chưa nghe nói anh làm gì, gia cảnh anh sao? Việc gì tới tay thì làm, nhiều việc lu bu cũng mệt nên lâu lâu muốn kiếm bạn cũ để hàn huyên. Vả lại tôi rất là nhớ cái lời hẹn năm xưa, người phong lưu phải giúp đỡ kẻ khốn khó, cho nên cũng muốn thử một phen. Thì ra là vậy, chắc tôi làm anh thất vọng rồi. Cũng không hẳn là thất vọng, anh như vậy còn hơn chán cả dạng người, tôi phải mừng cho anh chứ. Cầu mong có ngày anh giật lại được việc buôn bán mà tích góp tiền để phòng thân cho tuổi già. Ăn cơm đi. Cảm ơn anh, và là chú tôi đẹp của anh. Anh biết nghĩ cho bạn bè quá, cũng mong là được vậy. Ăn cơm, ăn cơm. Nhà mình keo kiệt thấy sợ luôn. Gà thì đầy chuồng, cá thì đầy ao, bắt năm ba con đẻ bạn đâu có gì đâu, vậy mà cũng không làm nữa. Cho an toàn rau luộc cơm trắng cái gì đâu không à? Thì ổng sợ người ta mượn tiền, ai mà lạ gì ổng nữa. Mà sao á, ông bạn đó cứ vui vẻ như không à. 22 lượng. Công nhận ruộng vườn nhà anh rộng thiệt á, đi hoài mới giáp. Cây trái thì xanh tươi tùm. Anh thấy vậy thôi á, chứ ta nói bọn con nít quỷ ở xóm này nè với ta điền năng cắp hết trơn trội hà, có bán được trái nào đâu. Còn cá mú thì le que thưa thớt có mấy con thôi. Dạ ông ơi. Dạ ông gì? Dạ số là con sắp phải đi ra ruộng con thăm lúa, mà ông có cái gì để ông đãi bạn ông chưa? Nếu chưa thì để con ra ngoài ao á, con quăng một mẻ lưới kiếm vài con cá để ông đẩy bạn ông nghe. Nếu không á hả, con đi rồi ông không có ai để ông sai đâu. Mà con nói nghe nha, cá dưới ao của nhà mình á nó mập vậy nè, trời ơi đã lắm. Sao ông không chịu đem bán đi ông, để mình còn thả thêm mẻ khác nữa ông. Cá cái đầu mày, mày không nghe cái câu mà dân bất khả hạ tri,
hiểu không? Dạ không. Trời ơi, cái nghĩa là giờ dần là tuyệt đối cấm kỵ không được xuống ao, hiểu không? Ê, ông ơi. Anh Trúc, trả treo à. Thôi, bớt giận đi, bỏ qua đi. Anh thấy tôi khổ tâm không? Không có gia nô á thì không ai làm, mà có gia nô rồi á toàn cái thứ gì đâu không. Nó phản mình, nói tầm bậy tầm bạ không. Đã vậy đôi khi còn làm bể chuyện nữa đúng không? Đúng rồi, làm bể chuyện hoài. Ông ơi, ông nghiện gì nữa không? Người mua cá tới rồi, người ta nói ông lấy tiền rồi, người ta đến với cá. Mỗi đìa ông mão người ta một tạ phải không? Một tạ cái đầu mày nghĩ sao? Cái đìa đó bán một tạ hả? Được rồi, để tao ra tao coi mới được. Ngồi chơi. Dạ. Nghĩ sao? Cái đìa đó một tạ. Mỗi đìa hơn hai tạ đó không? Anh Mai. Bao nhiêu lâu nay anh ở đâu vậy? Tại sao anh biết nhà của tôi mà anh tới đây tìm? Rồi anh có gặp anh Trúc chưa? Chị đó hỏi sao đi. Anh đi khỏe chứ? Tôi khỏe. Chào chị. Dạ, chào anh. Nhưng mà hình như anh chị phải đi làm đúng không? Tôi mừng quá, tôi quên mất. Để tôi chạy ra ngoài đó, tôi nói người khác làm thay một ngày. À không, phải vài ngày sắp tới chứ. Phải ở nhà tiếp bạn Hiền chứ. Dạ đây là... Tôi mừng quá, tôi quên đầu quên đuôi. Đây là anh Tùng, người bạn thân nhất với tôi. Họ còn đi học cụ đồ đó. Dạ. Mới đó mà cũng đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại anh à. Mình kiếm cái gì ngon ngon để tiếp đãi anh Tùng nha. Dạ. Hỏi tôi nghe anh sống sao? Vợ con được công việc có khá hơn không? Ngó bộ chắc cũng không dư giả gì lắm ha. Thì chuyện làm ăn có bao giờ dễ. Nhưng tôi nghĩ sống trên đời không biết bao nhiêu cho đủ, tình thân hữu quý hơn. Nên tạm thời tôi đã dẹp công việc qua một bên để đi kiếm bạn một phen. Anh nói vậy làm tôi mắc cỡ quá. Tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng rồi cứ hết lần này tới lần khác. Anh đừng có nghĩ như vậy. Ngày đó mình đã hẹn gặp lại thì dù ai khởi sự, bữa nay cũng đã y lời rồi. Cứ vui phút này là hơn. Anh nói quá hay. Nhưng mà anh vẫn chưa nói rõ là anh làm nghề gì, có khó khăn gì không? Chuyện tôi á thì từ từ nói đi. Bây giờ anh kể tôi nghe trước. Thời gian qua anh sống sao? Chị Tuất. Ủa giờ Mai đó hả? Đi đâu đây? Mà bữa nay không gặt lúa ruộng ông Lý hay sao? Có bạn anh ghé thăm, mười mấy năm rồi không có gặp. Ông mừng dữ lắm, tính ở nhà nghỉ để đãi bạn. Quý bạn vậy đó hả? Rồi sao? Phải có món gì đó coi được để đãi bạn. Mà khổ nổi, nhà em không còn gì nữa hết. Còn tiền công thì cũng ứng từ mấy tuần trước rồi. Chị có đó không? Cho em mượn đỡ. Rồi nay mai em có em trả lại. Không nói trước, tôi đang đi ngoài đường vậy, đâu có đem đồng nào đâu. Vậy thôi, em phiền chị quá. Không có gì đâu. Hay coi hỏi người khác mượn nha. Dạ, vậy em đi nha chị. Nghe anh kể thì thời gian qua anh chị quá kiên cường. Có mấy ai mấy lần trắng tay mà không nản lòng. Nhưng anh vui vẻ lạc quan, gia đình đầm ấm. Cái đó cũng là phước đức. Vợ tôi rất hiểu chồng, làm chuyện gì á cô cũng ủng hộ một lòng, không bao giờ hé răng than vãn. Nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đó là hạnh phúc, là may mắn của anh á. Tiền bạc và danh vọng không bao giờ mua được. À vậy còn anh Trúc, anh có ghé nhà ảnh thấy ảnh sao rồi? Sao anh không rủ ảnh tới đây chơi luôn? Thôi, mấy chuyện đó thì để từ từ tôi nói cho anh nghe. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Tôi muốn nghe chuyện của gia đình anh hơn. Em mua được đồ ăn rồi, hai người cứ ngồi chơi. Em vô trong làm đồ ăn chút xíu nha. Lo nói chuyện mà tôi quên mất.
Để tôi vô trong phụ vợ của tôi. Anh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi nha. Hả? Một chút là có đồ ăn liền. Mình à? Dạ. Ở đâu mà mình có đồ ăn vậy? Đãi bạn thân nhất của mình mà, đâu có sơ sài được. Mình là giai của ai? Hay là lại xin nướng của ông Lý chủ ruộng? Tạm thời mình không cần biết chuyện đó đâu, cứ lo đãi bạn cho vui vẻ thôi. Trời nóng, sao mình lại quấn khăn sùm sụp vậy? Bỏ ra đi cho nó mát. Mình vô đây em nói mình nghe cái này. Tóc của mình. Mái tóc của mình đâu? Mái tóc đen trước đây đẹp mà, sao mình cắt đi vậy? Mình nói nhỏ thôi để anh Tùng anh nghe. Thật ra hồi sáng mình kêu em đi chợ để kiếm gì ăn. Tôi cứ đi đại để cho bạn mình đỡ ngại, chứ thật sự lúc đó đâu còn đồng bạc nào trong túi đâu. Gặp chị Tuất ngoài đường em mượn đỡ, mà chị không có đem theo. Rồi sao nữa? Cũng may á, có bà mua tóc bả đi ngang, cho nên em mới bán luôn. Mà mấy thuở bạn mới tới nhà chơi. Đời này kiếp này được mấy lần vui, không lẽ ngồi nhìn nhau rồi uống rượu suông. Tôi cắt tóc á, rồi nó sẽ mọc lại. Mình đừng có lo, có mất luôn đâu mà sợ. Cắt đi á, mà nhẹ cái đầu, mát dễ sợ luôn. Mình à, mình đúng là phước báo của tôi. Tôi mang ơn mình nhiều lắm. Chỉ là tóc thôi mà, mình làm gì ghê vậy? Mà mình có tỉnh như không đi nha, để anh Tùng anh để ý đó. Dạ. Dạ mời anh. Cảm ơn chị. Mời chị ngồi xuống ăn cơm chung với anh em tôi cho vui. Dạ thôi, các anh lâu lắm mới gặp nhau, để hai anh hàn huyên tâm sự. Chị cứ ngồi xuống đi, thật ra tôi có chuyện muốn nói. Ngồi đi. Mình à, nếu anh nói vậy rồi á thì mình ngồi xuống ăn cơm chung cho vui. Dạ. Mời chị. Nhưng trước khi chị uống ly này, phiền chị có thể mở tấm khăn che đầu ra được không? Tại tôi nấu nướng tóc tai lùm xùm nên tôi túm nó lại cho gọn, bỏ ra lòa xòa khó coi lắm. Tôi thì lại thấy mái tóc hiện tại của chị đẹp lắm, không cần dùng khăn cũng không sợ lòa xòa. Anh Tùng à, anh đừng để ý mấy chuyện lặt vặt đó. Tôi mời anh uống. Với tôi đây không phải là chuyện vặt, tôi đã biết hết rồi. Anh biết chuyện bữa cơm này là ân tình chị đãi tôi. Thú thật tôi đã nhận được nhiều trong vọng, nhưng chưa bao giờ tôi được khoản đãi bằng tấm chân tình cao quý tới mức này. Tôi cảm động lắm. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Tôi rất tiếc đã không biết trước chuyện để ngăn chị cắt đi mái tóc đen và dài của chị. Nhưng nhờ đó tôi đã biết tấm lòng vàng của chị và tình bằng hữu của bạn tôi đây. Tôi có vật này muốn tặng cho vợ chồng anh chị. Anh chị cứ bán đi để trang trải trong nhà, rồi lấy tiền làm ăn. Anh Tùng à, anh bị làm sao vậy? Không.
không được đâu. Vật này chắc là gia bảo mấy đời nhà anh truyền lại, mà nhìn bộ của anh á cũng đâu có khấm khá gì hơn tôi. Giữ lại đi, bạn bè với nhau quan trọng là ở tấm lòng, anh đừng có quan trọng mấy chuyện lặt vặt nữa. Giờ tới lượt tôi nói thật. Sau khi chia tay hai anh, tôi đã lên kinh đô xin trọ học, thi đậu tiến sĩ và đã được làm quan mấy năm nay rồi. Anh là tiến sĩ? Ừ. Làm quan? Ừ. Anh Tùng à, anh muốn vợ chồng tôi nhận món quà này, anh là bịa ra chuyện này. Mà anh đó, anh bịa ra cái chuyện gì cho dễ tin một chút. Còn anh đó, làm quan hả? Như quần áo đâu, mũ mão, rồi cờ lộng, kiệu son, lính hầu đâu, chứ quan gì mà tả tơi như anh vậy. À mà anh có nhớ cái ngày mà anh em mình kết nghĩa không? Lúc đó ba anh em mình chỉ là ba đứa học trò mặt trắng, nên tôi muốn ba anh em mình gặp nhau cũng theo cách đó, không để danh phận, của cải hay địa vị xen vào tình cảm của anh em mình. Cho nên tôi đã để hết mấy thứ đó ở nhà rồi. Nói vậy, gần đây tôi cũng nói luôn, trước khi ghé nhà anh, tôi có ghé nhà anh Trúc. Vậy sao anh không rủ anh Trúc cùng tới đây? Anh Trúc bây giờ khác lắm. Tôi ghé nhà thấy gia cảnh rất là khá giả, ruộng sâu trâu nái, vườn cao ao cá sung túc, tôi cũng mừng cho ảnh. Nhưng có lẽ anh thấy tôi ăn bận bần hàng, sợ tôi mượn tiền, nên ảnh cứ mở miệng ra là than nghèo giả khổ, làm ăn thất bát để khỏi phải giúp đỡ. Đồ ăn thức uống sẵn đầy giường, nhưng mà nào dám đem đãi tôi. Chỉ đãi tôi một ít cá khô và rau luộc thôi. Không ngờ lòng dạ anh Trúc lại hẹp hòi như vậy. Nhưng mà anh Tùng à, còn cái tráp vàng này là món quà quá lớn, vợ chồng chúng tôi không dám nhận đâu. Anh phải nhận, không có vàng bạc nào so được với mái tóc của chị, với tình bạn son sắt của anh với tôi. Nè, đã tìm được nhau rồi thì từ nay chúng ta phải gặp nhau thường chứ hả? Mời anh. Mời anh. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình ơi Mình, lúc nãy con Linh tới nhà nói là có đồ của quan lớn gửi. Bạn Hiền, anh khỏe chứ? Lẽ ra lần này tôi trở lại thăm anh, nhưng mà vừa đi một chuyến dài cho nên chưa thu xếp được. Hẹn dịp gần nhất sẽ trở về, hoặc là mời anh lên nhà cho biết. Tôi muốn gửi anh chị số vốn nhỏ này để làm học phí. Anh cứ tới xưởng dệt Nhất Tâm trên phố huyện nói tên của tôi thì người ta sẽ truyền nghề cho anh. Học xong tôi sẽ giúp anh mở xưởng dệt tại làng, chắc chắn anh sẽ thành công. Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Anh Tùng giúp vốn vợ chồng mình làm ăn, anh thật tốt quá. Mình mang ơn anh ấy nhiều, không biết tới khi nào mới trả được. Đó. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với mình. Dạ, mình nói đi. Mình nói với Gia Nô, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, cho nên tôi cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng mà mình nhớ phát lương đầy đủ nha. Ừ, nhưng mà sợ mới nhập về nhiều quá, nếu như mà mình không dệt liền á, em sợ là sẽ không kịp. Không sao đâu, mình cứ để cho tôi lo. À mình à, có thêm 4-5 người xin học việc đó. À, mình cứ nhận hết đi, không cần lấy học phí. Mình được anh Tùng giúp, nhưng mà mình không đáp lại cho ảnh được, thì mình phải giúp người khác, như vậy mới phải đạo. Em thấy cũng vui, vì nhờ có mình á mà làng của mình trở thành làng dệt vải nổi tiếng nhất vùng.
Tiếng là của tôi, nhưng khởi nguồn là từ anh Tùng, cho nên tụi mình phải mang ơn ảnh. Dạ. Thôi, bây giờ tôi ra ngoài có chút chuyện. Dạ. Không biết có làm nên trò trống gì nữa không? Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Sao rồi, cái vụ đó có lo được không? Còn bỏ tay rồi ông ơi. Gặp ngay cái Hoàng Thanh Liêm, con đúc đường nào cũng được hết trơn. Đúc trước không được, con đúc sau. Đúc sau không được, con đúc bên phải. Đúc bên phải không được, con đúc bên trái. Còn lén lén con đúc, đúc được luôn. Mày nói sao? Quan nào mà quan không ăn? Tại vì nó muốn đòi nhiều hơn đó. Mày không chịu giúp thêm chút? Trời ơi, chắc khó lắm ông ơi. Gặp ngay cái ông quan, cái ông quan bạn của ông đó. Cái ông mà hôm trước tới nhà mình đó ông. Ông biết không? Ổng làm quan nha, mà lớn chức hơn mấy cái ông quan kia nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Mày nói cái gì? Bạn nào quan nào ở đây? Thì cái ông mà bần bần tên Tùng, bạn của ông đó. Tùng? Tùng bạn tao giờ là quan? Dạ đúng rồi. Ừ. Ông chơi với ổng chắc ông cũng biết mà. Ổng đâu phải là cái dạng quan mà ăn hối lộ đâu. Mà phải chi mà bữa ông tới đây chơi á, ông nghe lời con, ông tiếp đãi đàng hoàng, thì bây giờ ông dễ mở lời rồi. Mày nói sao? Chứ tại sao nó làm quan mà nó tới nhà tao, nó ăn bận kiểu kỳ cục vậy? Nhiều khi ông muốn thử ông, coi ông có xem trọng tình nghĩa bạn bè không. Bạn bè dù giàu hay nghèo cũng là tình nghĩa bạn bè. Còn ông đằng này, ông thấy người ta bần hàn rồi ông xem thường người ta. Con nói biết nghe, con dò la con biết ổng còn đi kiếm một người bạn tên Mai gì đó nữa. Tìm người bạn tên Mai? Dạ. Rồi sao? Thì ổng ăn bận giống y như là lần tới nhà mình luôn. Đó, đi tới nhà ông Mai, tìm gặp vợ chồng ông Mai. Nhưng mà vợ chồng ông Mai đâu có coi thường. Người ta quý trọng bạn bè nè. Mặc dù nhà người ta nghèo, không tiền không bạc, nhưng mà vợ của ông Mai á, người ta phải cắt tóc ra, đem đi bán, lấy tiền về nhà, mua đồ, mua đạt về đãi bạn bè. Ông Tùng á, như vậy ông mới cảm kích, cho vốn mở xưởng dệt nè. Bây giờ ông Mai ông làm ăn ông phát dữ lắm. Hạng giờ Tâm Phúc đó, ông biết phải không ông? Cái làng dệt Tâm Phúc là của thằng Mai? Dạ, ông Mai đó. Bởi vậy người ta nói, ăn ở có hậu thì việc gì nó cũng đậu, mà ăn ở mà đoản hậu ha, thì đoản mạng luôn. Mày im. Dạ. Bây giờ mấy cái thuyền hàng của tao nè, phải tính làm sao đây? Kiểu này tao phải muối mặt đi gặp thằng Tùng chuyến. Hả? Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Ông vác cái bản mặt của ông đi gặp ông Tùng. Ông đối xử với người ta như vậy mà ông còn mặt mũi nào ông đi gặp người ta nữa? Gặp con hả? Con không có dám. Nhục 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 dữ lắm. Nhục nhục. Dạ. Nhục cái đầu mày. Cút. Dạ. Có bạn làm quan phải nhờ giả chứ. Muối mặt chút có sao đâu. Anh Tùng. Anh Tùng. Anh Mai. Chào anh. Anh khỏe chứ? Khỏe. Anh ngồi đi. Anh làm tôi chờ anh hoài, cũng nóng lòng nóng ruột. Tôi xin lỗi anh, tại vì tôi nhiều việc quá. Xưởng càng lúc càng nhiều người đặt hàng. Nhưng mà việc nào ra việc đó. Việc là việc, bạn là bạn. Lâu lâu chúng ta cũng phải gặp nhau để vui vẻ chứ, có phải không? Mời anh uống nước. Cảm ơn anh. Anh nói đúng đó, tôi cũng định nghỉ mấy ngày. Sẵn đây, ta tạm dẹp gánh lô qua một bên, chén thù chén tạc mấy ngày chứ hả? Dạ bẩm quan, có một người tự xưng là bạn kết nghĩa của quan tới thăm. Bạn ta? Ngoài người bạn duy nhất là anh Mai đây, ta đâu còn người bạn nào nữa. Tôi nè. Dạ thưa quan, con đi. Trời đất ơi, hai bạn chí cố. Bữa nay may mắn quá, lâu ngày không gặp, qua thăm tự nhiên gặp hai người ở đây, có anh Mai đây nữa. Khỏe không? Thiệt tôi nhớ hai người thấy sợ luôn à. Mà dạo này hình như hai người thường xuyên gặp gỡ lắm hay sao á, vậy mà không rủ tôi, thiệt tệ quá. Mà nói thiệt nha,
nó phải nói đứt từng đoạn ruột, mau tim mau ruột ra phơi bày tấm lòng luôn. Nhưng mà thấy hai người thành đạt ra cơ ngơi đồ sộ, tôi mừng lắm, thiệt tôi mừng dữ lắm. À, bữa nay qua có chút quà tính biếu cho hai người. Thôi khỏi. Ừ. Theo như anh kể thì anh khó khăn lắm, còn tôi bây giờ đâu có thiếu thứ gì, chỉ thiếu niềm vui nên mới thỉnh thoảng gặp nhau uống rượu ngắm hoa. Còn quà cáp của anh thì anh cứ đem về cho kẻ khó. À, sẵn đây tôi cũng nói với anh luôn, cái chuyện anh trốn thuế buôn hàng lậu tôi đã nói đỡ giùm anh rồi, nhưng đây là tội lớn không thể nào tránh được. Tôi nghĩ sớm muộn gì quan phủ cũng sẽ mời anh lên công đường để hỏi tội. Anh chuẩn bị tinh thần để chờ cái ngày đó đi. Còn bây giờ tôi phải tiếp đãi bạn tôi rồi. Anh Mai, mời anh ra hậu viên, chúng ta cùng uống trà đạm đạm. Mai Tùng, Mai Tùng. Lụa là con gái Phú Hộ, tuy tính tình đỏng đảnh nhưng hiếu thảo và thương người, nhất là không chê người nghèo khó mà siêng năng làm đụng. Cô đem lòng yêu anh Tiều Phu, người làm công cho nhà Phú Hộ, và mong muốn được kết nghĩa trăm năm cùng chàng, dù cha nàng lúc nào cũng ngăn cản, cấm đoán tình yêu của hai người. Chàng ơi, chàng lên đây đi, em mang cơm cho chàng nè. Ta lên liền. Lẹ lên. Chàng yên tâm, em cắt đuôi hết rồi, không có ai đi theo đâu, chàng đừng có lo. Nè, chàng ăn đi. Nhìn ngon quá. Giờ ta mới biết nàng không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa. Chàng khen em á, em thích lắm. À, nhưng mà cơm này đâu phải em nấu đâu mà đẹp nết. Hả? Vậy cơm này đâu ra? Em xúc trộm á. Ừ. Hay không? Nàng xúc trộm nhưng mà cho ta, vậy cũng là đẹp đó. Em thích chàng vì em làm gì chàng cũng khen. Không có phải như cha em, tối ngày cứ chửi em đồ vô tích sự. Cha không có biết giá trị của em vậy hết. Ta nói nàng nghe, để ta gặt xong đám ruộng này ta bán lúa, rồi có tiền á, ta sẽ qua nhà nàng mua xính lễ để dạm hỏi nàng. Chỉ sợ cha nàng chê ta nghèo hèn không chịu gả. Cha mà ổng gả em, em theo không? Trời, chàng đừng có lo. Đâu có được. Ta không muốn nàng bị thiên hạ đàm tiếu. Dù sao á, nàng cũng là con gái của ông Phú Hộ danh giá nhất vùng mà. Nhưng mà em chắc chắn với chàng là cha không có gả đâu. Cha phải là con quan, con nhà giàu, môn đăng hộ đối. À, chàng nè, hay là mình trốn đi. Trời trời, em sẽ về nhà lấy ít vàng của cha làm vốn, rồi mình cao bay xa chạy. Trời ơi, chúng ta đây nè, nè thì chúng trốn nè, chúng ta đập bài nè, lấy vàng của cha nè, lấy tiền của cha nè, con gái hư thùng thủng nè. Thùng thủng là gì? Người ta chửi con gái hư, mày chưa tới nỗi hư, mày là con gái thùng thủng thôi. Dạ dạ thưa ông, mày sao? Sao đông thai cho lụa? Chuyện này không liên quan tới lụa, là lỗi của con thôi. Mày là Tiều Phu hả? Cái gì? Cha làm gì vậy? Cha theo rình con đó hả? Cha, cha đường đường là nam nhi chi chí mà cha dám theo rình đàn bà con gái giống như con, cha có đáng mặt nam nhi không? Nam nhi hồi nào? Tóc đen bây giờ mình nói chuyện con mày. Xin ông, xin ông đừng đánh lụa. Có gì ông đánh con đi ông. Mày mà ước cao sang quá hả con? Hả? Cái đồ khốn rách áo ôm. Tao nói nè, gối rơm ra phận gối rơm, có đâu dưới đất mà trèo lên đống rơm, rồi tuột xuống gãy cái giò trèo bán ổng rác chịu nghe chưa? Cha, cha nhìn con có cao sang gì không? Con ưng đúng mình chàng á, cha làm sao thì làm. Sao con nói câu nào cũng dính nó hết trơn vậy hả? Con câm miệng lại để cha nói chuyện với nó. Thưa ông, con không dám đâu, nhưng mà con không biết làm sao, tại ông trời ông làm cho con chứ lụa phải lòng nhau, con xin ông cho phép à. Mày khôn quá, mày nghèo mày lừa lấy con gái nhà giàu không à hả? Cha. Gì? Chàng tính bán lúa để hỏi cưới con đó, chàng mua lễ vật để hỏi cưới con, mà giờ con cho cha chọn nè, giờ cha muốn á làm chủ hôn đàng hoàng, hay là cha muốn á cha mang tiếng có con gái đi theo trai? Trời ơi trời, trước mặt tôi mà nó dám nói theo nè. Hả? Nữa quýnh hoài. Cha chưa có cắt chỉ, cha chưa có cho con nói, sao con nói hoài vậy? Chỉ rồi. Chưa có nói đứng em đó. Còn thằng gì nữa? Ai nói mày có lúa bán chứ tao không tin à. Ruộng này là ruộng của tao,
Lấy đâu mà mày có lúa mà mày đòi bán hả? Tao tuyên bố từ này tao lấy ruộng lại, không cho bằng nữa. Cút khỏi làng, lẹ lên. Cha, cái gì nữa con? Ruộng của chàng thôi có cha đàng hoàng chứ bộ, và tên cướp luôn công của người ta hả? Dạ bẩm ông, con đã bỏ hết mấy tuần trăng để chăm cái đám ruộng này rồi. Tao không quan tâm. Cái tội của mày á, giả bộ muốn ruộng rồi mày rù bến cục vàng của tao nha. Tao đưa mày lên quan rồi mày ở tù mất công, mày hiểu chưa? Dạ dạ con có. Con phản đối. Hả? À, vậy nữa phản đối nữa hả? Hả? Con nói cho cha biết nha. Cái gì? Là con rù quên ảnh trước. Trời đó. Ơi, trời. Cha mà hả? Đưa lên quan là con làm chứng cho cha coi. Trời, con mau cầm cái miệng lại để cha đưa nó đi ở tù khổ sai chung thân luôn. Cha, cái gì? Con nói cho cha biết nha, cha mà chết ngày nào á là con tự tử theo ngày đó. Trời, cha trời. Làm đi. Con gái của tôi nó đòi chết theo nó, mai mốt cha chết ai để tan hả? Mày rù bến cha tránh ra đi. Dạ dạ thưa ông, con xin ông rủ lòng thương. Con đi nha mày, đi khỏi đất nhà tao. Còn con đó, đi về, đi về, mẹ lên. Đi dạ, về. Cha, cái gì quá à. Ê, thôi mày nha, chàng quýnh đau quá à. Con bây giờ không còn thương thẩm nữa, bây giờ là con đùa quá rồi. Mẹ lên, tự con về. Chờ coi xôi. Đây, có sẵn luôn. Biết mỗi ngày đến đây mớ ruột mà, làm sẵn luôn. Cảm ơn anh. Nè, làm việc cực nhọc vậy, sao mua gì ăn cho nó bồi dưỡng cơ thể? Cái gì mà tối ngày nào cũng sâu hết, ăn không sợ ngán lồi con mắt hả? Ăn uống kiểu này nghe, mai mốt gục luôn ở trong rừng á, không biết đường gì luôn. Anh cũng biết mà, tôi đâu có tiền đâu. Anh yên tâm đi, tôi biết lượng sức bệnh mà. Tôi chỉ sợ mình bị lạc ở trong rừng thôi. Vậy hả? Nhiều khi tôi thương chú em lắm. Tôi thương chú em bao nhiêu á, tôi ghét cái lão phú hộ đó bấy nhiêu à. Cái gì mà ác dữ vậy không biết nữa. Không gả con lụa cho chú em thì thôi, đằng này cướp bóc thóc luốc của chú em luôn, ép người ta tới đường cùng luôn. Thứ vậy mà trời không đánh cho rồi. Mà nè, sao không kiếm nghề khác làm? Sao làm cái nghề chi mà vô rừng đốn củi, vô trong rừng sâu đó rồi lỡ rập thú dữ rồi xếp anh xét. Tôi nói anh nghe, bây giờ làm cái gì cũng phải có vốn. Tôi bán hết đồ trong nhà chỉ mua được cây búa này thôi, đâu còn cách nào khác đâu. Vậy hả? Thôi tôi đi nha. Gốc cây này tốt quá, chẳng uổng công mấy ngày nay mà đi tìm. Đúng gốc này là được rồi. Gốc này ngon thiệt á, nhưng mà hơi khó đốn đây. Thôi kệ. Anh lại đi qua chỗ này vậy hả? Còn người lại sao mặc đồ kỳ dị quá vậy hả? Tôi là yêu tinh, tôi sống ở đây nè. Mày là yêu tinh sao? À? Mày muốn gì? Tôi là yêu tinh, nhưng mà tôi chưa từng sát sinh, tôi ăn chay. Mà anh tính làm gì nãy vậy hả? Tao tính đốn cái cây này. Cái gì? Anh tính đốn cây này? Trời ơi, anh có biết cái cây này nó quan trọng với tôi như thế nào không? Anh muốn đốn cái cây này hả? Tôi xin anh, cái cây này quan trọng với tôi dữ lắm. Đây là nhà của gia tộc tôi mấy trăm năm rồi, bây giờ anh đốn tôi ở đâu? Tôi năn nỉ anh đừng đốn nha. Không chặt á thì tao chết đói, anh phải chặt thôi. Thôi, tôi năn nỉ anh á, bây giờ anh đừng có chặt. Tôi sẽ có một món để trao đổi với anh, được không? Món gì? Để coi có quyết vào cái cây này không, có bỏ bụng được không? Nó không bằng cái cây này thôi, nhưng mà nó rất là quý. Không những bỏ bụng một mình anh thôi, 500 anh em tới đây bỏ bụng hàng ngày còn được nữa. Wow. Ê, món gì mà thần kỳ dữ vậy hả? Chờ tôi một chút. Coi đây. Thấy không? Đâu? Nè,
thấy ghê không? Mày tính giữ mặt với tao hả mày? Trời ơi, anh ơi, cái mâm này quý lắm. Tôi ăn uống hàng ngày trên cái mâm này đó. Mày nói gì tao không hiểu. Là mỗi lần anh đón, anh chỉ cần gõ vô cái mâm này ba cái, cốc, 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 thì anh muốn cái đồ ăn, thức uống, vật lạ quý hiếm cỡ nào nó cũng hiện ra cái mâm này hết, anh hiểu không? Cái mâm này nhìn bình thường thế mồ. Vậy mà mày nói có ba cái là có đồ ăn xuất hiện hả? Chứ sao, nhà tôi ở đây, đúng không? Tôi mà nói tầm bậy á, anh lại anh đốn cái cây của tôi. Tụi tôi ở đâu, đúng không? Nè, nhận mâm đi, rồi đi giùm tôi một cái, để cho tôi sống yên ổn ở đây nha. Ê, nói thiệt nha, tại tao đói quá cho nên mới vô rừng á, đốn củi bán lấy tiền mua chút cơm bỏ bụng thôi. Nếu như á, cái mâm này thần kỳ đúng như ngươi nói, thì ta sẽ thề với ngươi, từ nay sẽ không bao giờ đốn cây nữa. Anh chủ quán, anh chủ quán ơi. Gì mày? Ra đây, tôi có này hay lắm nè. Có gì mà đi cả ngày nay không có được que củi nào hết trơn á. Nè, tao nói trước nghe, quán tao không đà bán ế lắm á nghe, tao không có bán thiếu đâu đó. Anh yên tâm, bây giờ đồ ăn của tôi ăn không hết, không có mua thiếu nữa đâu. Không những vậy, bữa nay tôi còn đãi anh và mọi người ở đây ăn một bữa hoành tráng luôn. Thôi 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 thôi, thôi, thôi. Mày đừng có nổ, không có đồng bạc nữa, tiền đâu mà đãi người ta. Tôi nói thiệt, anh không tin á, anh gọi mọi người qua đây đi, tôi cho anh coi, đi. Mà đừng gạt tao nghe mày. Mọi người ơi, qua đây. Mày đãi cái gì đâu, mày làm thử tao coi coi. Anh cứ chờ tôi chút. Trời ơi, cái mâm, cái mâm biết quá trời đồ ăn luôn kìa. Tôi đã nói rồi mà, hôm nay á mọi người cứ ăn thoải mái, không sợ hết đồ ăn đâu. Ăn 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 ăn, ăn có bị trúng đập không? Không sao đâu, đồ ăn ngon lắm. Mọi người ăn đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngon 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 ngon, mời ăn. Ngon quá. Vô đi anh. Chú em mày vô em, nãy giờ anh uống nhiều quá rồi. Anh, hôm nay tôi vui quá. Đồ ăn của tôi là ăn hoài không có hết. Đúng rồi. Anh muốn ăn cái gì cứ qua tôi. Vậy hả? Mai mốt mà anh có thèm ăn cái gì ha, anh nói chú em mày á, làm một cái ra đống đồ ăn cho anh ăn ha. Sao nhức đầu dữ? Cứ ngủ thoải mái đi. Ngủ đi. Nãy giờ mình có uống giọt não đâu mà mình xỉn. Sao nó có cái mâm này hay quá vậy ta? Mà tại sao cái mâm này lại của nó mà không phải là của mình? Giống dữ vậy trời. Làm sao mày biết được? Đau quá ta. Em tỉnh rồi hả? Dạ. Thấy em ngủ ngon quá, anh không dám đánh thức em dậy, làm mất giấc ngủ của em. Với lại định rửa cái mâm thần cho em nè, mà thấy cái mâm thần không dám đụng vô.
Dạ không sao đâu anh, ăn no rồi. Hả? À, chắc bây giờ tôi mang cái mâm này về, có gì tôi đãi bà con trong xóm ăn nữa. À vậy hả? Thôi thôi, để anh mang đi rửa cho. À thôi được rồi, để tôi về tôi rửa. À vậy hả? Anh dẹp đồ này giùm tôi nha. Rồi, để nó đi anh dẹp cho. À đi về cẩn thận nha. Kìa kìa, còn đồ ở sau lưng kìa, cái búa kìa. À xém quên luôn. Tôi về nha. Rồi, về khỏe nha. À. Hẹn gặp lại nha. À, chào anh. Nó cũng không phát hiện ra cái mâm nào là mâm thần, cái mâm nào là cái mâm không thần. Mình phải chia lọc với mọi người mới được. Và sẵn tiện báo cho mọi người biết, mình đã đổi đời rồi. Biết đâu phú ông đổi ý sẽ cho mình lấy lụa. Không cho mày quen con gái tao rồi mày bị khùng, mày bị sản hả? Làm cái gì trưa nắng mà mày đánh trống gọi cả làng tụ tập với cái hội vậy chứ? Dạ thưa ông. À thưa bà con cứ bình tĩnh, từ từ tôi sẽ giải thích cho bà con. Con xin trân trọng thông báo với bà con là từ ngày hôm nay chính thức con đã đổi đời, đồ ăn không bao giờ thiếu nữa. Hôm nay á, con sẽ đãi mọi người một bữa ăn linh đình luôn. Trời đất ơi, nó đói quá, nó khùng gì trời, nó đói quá, nó sản, nó nói tầm bậy tầm bạ. Không, con nói thiệt đó. Nè, con nói cho bà con biết, giới thiệu với mọi người, đây là một cái mâm. Nhìn bên ngoài nó rất là bình thường, nhưng mà thật sự nó là cái mâm thần của con tinh tu luyện lâu năm ở trong rừng cho tôi đó. Đúng vậy. Sao? Tôi nói thiệt đó, cái mâm này hay lắm, chỉ cần gọi cho nó ba cái thôi là đồ ăn lập tức xuất hiện, ăn hoài không hết luôn. Có đồ ăn thiệt hả? Tôi nói thiệt mà. Được rồi, bà con chưa thấy chưa tin đúng không? Tôi sẽ biểu diễn cho bà con coi. Mời bà con ăn uống no nê luôn. Bà con chú ý nè. Biết chưa? Có cái gì đâu, cái thằng nó xạo. Nói nó ngay từ đầu. Phải, tôi nói thiệt đó. Tôi mới đẩy anh chủ quán ăn một bữa linh đình mà. Trời đất ơi, với mâm thần với tinh cây, bà con ơi, thằng này nó khùng, nó gạt mình đó. Chắc không phải đâu. À, hồi nãy á, có thể tôi gõ đồ ăn ra nhiều quá nên hiện tại nó chưa có ra kịp. Bà con cứ chờ một chút để tôi thử lại một lần nữa nha. Đâu. Trời ơi, cái thằng này nó xạo á. Trời đất ơi, sao vừa thôi nha mày, cũng chừng có ngày tục lắm đấy à. Tôi nói thiệt đó, tôi thề luôn, cái mâm thần đó rõ ràng á là hồi nãy tôi gõ đồ ăn ra đãi chủ quán mà. Là mày mới gọi ra cái mâm đồ ăn đãi chủ quán nãy phải không? Dạ đúng rồi. Con nói thiệt phải không? Dạ con thề với ông luôn đó. Ê, có khi nào mày mới gõ, bây giờ năng lượng nó yếu rồi, rồi bây giờ con gõ nó nhẹ quá nó không ra kịp không? Đây nè, con lấy cái này con gõ mạnh thứ của nó ra không? Mày gõ ra ra dạng ra đồ ăn, tao gả con gái cho mày, còn không á tao quýnh mày chết à. Dạ con gõ liền rồi. Đây không có đồ ăn mà tôi có điếc rồi bà con ơi. Cái thằng này nó xạo nè. Quánh nó đi. Quánh nó bà con ơi. Quánh nó người đó. Quánh nó bà con rồi. Mày xạo. Đồ ăn. Lần này bỏ cái thằng nó xạo nghe mày. Trời ơi, chàng có sao không? Dạ, đau. Bà đang có đau không? Đau. Em xin lỗi. Chỗ nào cũng đau hết đó. Trời ơi, sao mọi người ác quá vậy? Thôi, nàng ngồi yên đi.
nàng đụng hồi ta còn đau hơn nữa. Em xin lỗi mà. Mà mọi người cũng kỳ thiệt, ta chỉ muốn đãi mọi người ăn thôi mà, đâu cần đánh ta bầm dập như vậy đâu. Ủa, mà sao nàng tới đây được? Em nói dối á, là em đi mua giải rồi em trốn qua bên đây. Mà em nói rồi, em nói chàng chờ em đi, đâu cần phải làm vậy đâu. Em á hả, người ta tới hỏi em chưa hết trơn luôn, xong rồi ai nấy bỏ về hết. Chàng á, chàng đâu cần sợ mất em đâu, mà làm chi cho khổ vậy. Ta Ồ, mà chắc chàng vừa đau vừa đói lắm phải không? À, nè, em có đem đồ ăn qua cho chàng nè, chàng ăn đi cho đỡ đói. Nàng cũng nghĩ là ta đói quá phát cuồng sao? Ta nói thiệt đó, con tin nó rõ ràng cho ta một cái mâm thần. Thôi, chàng nghĩ đi, lâu lâu em trốn qua thăm chàng, chàng đừng có buồn nữa nha. Chàng ăn đi nè, em mà đi lâu á, cha em phát hiện lại đánh em nữa. Em đi nha, nhớ ăn nghe không? Nghe không? Vậy là cuộc tình nó dám lừa mình. Tôi chơi anh hồi nào? Mày chơi tao xong, bây giờ mày còn chối nữa hả? Hôm nay tao phải đốt cái cây này. Đừng, hôm qua anh nói tha cho tôi rồi, tự nhiên hôm nay anh đòi đốt. Anh lật lọng vừa phải phải thôi. Tao hả? Không những tao đổi ý, mà tao còn sáng bằng cái chỗ này luôn, bứng cái gốc cây này lên luôn. Mày tin không? Tôi tin. Mà nè, tôi năn nỉ anh á, bây giờ thôi vậy nè, nếu anh chưa hài lòng á, thì tôi sẽ tặng anh một món khác quý hơn, giá trị hơn. Mày đừng có lừa tao đó nha. Không có, tôi lừa anh rồi anh đốn cây tôi làm sao? Bây giờ anh chờ tôi chút xíu nha. Nè, hãy coi đây. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Tôi đâu có nói xạo anh. Con ngựa. Wow. Con ngựa này đẹp quá vậy ta. Vậy là con ngựa này bán chắc nhiều tiền lắm hả? Không có bán, nghe không? Không bán rồi không lẽ thịt uổng lắm? Thôi, ngựa thần mà, không có bán được đúng không? Nè, tôi chỉ anh, con ngựa này nó ị ra một cái cục nó quý lắm. Cái cục vàng á. Còn đối với anh rất quý, nhưng mà tôi không xài, tôi không biết, nhưng mà rất là quý, hiểu không? Cục vàng hả? Mày lừa tao chứ gì? Lừa tao hả? Anh tin tôi đi, tôi nói thiệt. Anh chỉ cần vỗ vô mông nó 3 cái, giống như vỗ cái mâm vậy đó, nó sẽ ị ra những cái cục vàng. Trời ơi, nó đã lắm mớ. Tôi mà lừa anh lại đây, anh chặt cây, anh cắt ngọn, anh muốn làm gì thoải mái vô tư ha. Ị ra cục vàng luôn hả? Ừ. Tin tôi đi, tôi nói thiệt á. Anh chủ quán ơi, anh chủ quán, anh ra đây đi, tôi cho anh coi cái này hay lắm. Cái gì nữa? Ủa, sao chú em có, ở đâu có con tuấn mã đẹp quá vậy? Tôi nói cho anh biết, đây không phải là tuấn mã thường, mà đây là tuấn mã thần. Cái gì? Tuấn mã thần là sao? Tức là anh chỉ cần vỗ vô mông nó 3 cái là nó sẽ ị ra vàng đó. Cái gì? Vỗ trong mông nó 3 cái, nó ị ra vàng, chứ nó không có ị ra cái kia. Không phải ị ra vàng, cái bụng của nó là một kho vàng luôn đó anh. Vàng hoài không hết luôn. Phải như vậy không? Nhìn mặt anh là biết không tin đúng không? Anh không tin, tôi sẽ làm cho anh thấy. Đâu, chú em làm cho tôi coi thử coi. Được, anh đợi chút nha. Ai, ngựa thần của ta. Đó, vàng thiệt, cái thấy chưa? Trời ơi, vàng thiệt hả? Đúng rồi, vàng thiệt đó. Cho tôi mượn cầm thử được không? Coi thử cái gì, anh thích thì tôi cho anh luôn đó, lấy đi. Thiệt hả? Thì anh cứ lấy đi. Tôi lấy nghe. Ừ. Trời ơi, vàng thiệt chú em ơi. Chú cho anh cái cục vàng này thiệt hả? Con ngựa này có cái bụng vàng,
Khi nào cần á, chỉ cần dỗ là nó ị ra. Nhiều đó đáng là bao. Anh cứ lấy đi. Cảm ơn chú em nha. Thôi bây giờ vậy đi, chú em bộ con ngựa đó ở đây đi, rồi qua bên kia uống với tôi vài bình rượu cho nó vui hen. Nhậu hả? Ừ. Nhậu thì nhậu, anh lấy rượu đi, tôi ra liền. Qua bên kia chờ tôi nghe. Rồi rồi. Ê, người thật, bia đây chờ ta chút nha. Ta vô trọng nhậu chút rồi ra chắc bia đi ăn cỏ, chịu không? Vô. Vô. Quá đã. Uống hết nổi rồi. Thôi. Vô một cái nữa nè. Chú em. Mày về với chủ mới của mày nghe. Tao có con kia rồi. Tại vì mày không có thằng, con kia mới thằng. Ngoan nghe. Ủa thằng em thân thương của anh tỉnh rồi hả? Say quá, một bữa nhậu đã đời luôn. Mai mốt á, nhớ dắt con ngựa qua đây hen, rồi cái để cho nó ị xong á. Chú em với anh nhậu cho nó vui. Được rồi, bây giờ tôi phải về cho con ngựa ăn nữa. Có gì á, bữa sau tôi với anh nhậu tiếp ha. Tôi về nha. Ừ. Ngựa thần, lần này á mày phải giúp tao nha. Lần trước con tên cây đưa tao cái mâm dởm, làm cho tao mang tiếng với cả làng là tao là thằng lừa đảo. Kỳ này á, tao á sẽ biếu cho mỗi người một cục vàng, sau đó sẽ qua hỏi cưới lụa luôn. Nhớ giúp tao nha, ngựa ngoan. Kỳ trước con tin đưa mình cái mập giả, làm cho dân làng tưởng bị mình lừa. Lần này mình biếu mỗi người một để dân chúng khỏi nói mình lừa nữa. Thưa bà con, lần trước á là hiểu lầm thôi. Lần này tôi xin cam đoan với bà con là sự thật 100%. Đây, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là con ngựa thần. Nó có khả năng y ra vàng. Bà con cứ xếp hàng đi, tôi sẽ phát cho mỗi người một cục vàng về lấy vốn làm ăn. Làm gì có con ngựa y ra vàng? Ai mà tin, nó nói xạo đó. Làm gì có. Được rồi, được rồi, bà con nghe tôi nói. Bà con chúng ta hãy mở lòng một lần nữa nghe nó nói. Nếu như lần này mà không có thì ngày này năm sau chúng ta làm năm giỗ cho nó. Còn bây giờ
trước mặt bà con dân làng. Người nói cho ta nghe, con ngựa ngươi sao? Dạ, đây là con ngựa thần thưa ông. Mình chỉ cần vỗ vào bông nó ba cái là nó sẽ ị ra vàng. Sau khi phát vàng cho bà con xong, con sẽ kêu nó ị ra một mâm vàng. Sau đó con muốn qua nhà ông, mong ông cho con hỏi cưới lụa nha ông. Cái vụ đó tính sao? Còn bây giờ trước tiên là ngươi kêu nó ị cho ta vài cục, biến ra vàng càng nhiều càng tốt. Đó, ở đây trước mặt bà con dân làng, ta sẽ kêu dân làng làm chứng. Ngươi kêu nó ị đi. Để con làm cho ông coi. Anh thử coi có được không. Bây giờ giữ người thôi giùm tôi nha. Giữ nha. Dạ, ông chuẩn bị hướng vàng nha ông. Rồi. Dạ, ông nhìn nè ông. Rồi. Làm gì? Ông bị ngựa đá chứ. Kéo ông xuống đi, coi chừng ông chết chảnh bây giờ. Đúng rồi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Lên lên đây. Từ từ. Đưa ông qua bên đây nè. Ông có sao không ông? À, ông có sao không ông? Dạ ông nói gì vậy ông? Lấy ông hả? Lấy ông. Dạ không hiểu. Ông nói gì ông nói lại đi ông. Không có vàng mà nói đó, tao lên đọt cây luôn rồi. Dạ dạ thưa ông, chắc tại ở đây đông người quá nên người thần nó có chút sợ. Ông yên tâm đi, lần này con sẽ vỗ lại, bảo đảm với ông là sẽ ra vàng. Chắc ăn không? Dạ chắc mà. Được rồi, mình phải ráng chịu đấm ăn xôi. Nếu lần này ta chịu một lần nữa mà không có vàng thì cái đầu ngươi không còn chỗ đội nón biết chưa? Đúng rồi đó. Dạ dạ dạ, ông yên tâm, mình và bảo đảm là sẽ có vàng mà. Rồi vỗ lẹ lên, ta chờ đây. Nè, để vàng nha ngựa. Để vàng nha. Vàng đâu con? Con vỗ nha con. Hồi hộp quá, con ơi vỗ đi con. Bây giờ ta đếm nha. 1, 2, 3. Vàng ơi. Vàng ơi, ba con ơi, vàng của nó, ba con ơi. Đến lụa mà cũng bỏ mình đi nữa. Cho mày biết tay. Anh bình tĩnh lại đi, làm gì mà nóng giận dữ vậy hả? Nói gì nữa, mày dám cả gan chơi tao lần thứ hai hả? Tôi chơi anh hồi nào? Cũng vì mày mà tao mang tiếng quán với làng. Hết kêu bông dởm rồi tới con ngựa dởm, bây giờ lại mất mặt với làng rồi mang tiếng là thằng lừa đảo. Đã vậy đến người tao yêu thương nhất là lụa cũng dạo tao là thằng đói quá đến quá khùng rồi. Mày, hôm nay mày phải trả giá. Anh bình tĩnh. Khoan, anh nghe tôi hỏi. Anh nhớ lại coi, trên đường mang mấy món đồ đó về có ghé đâu không? Ghé hả? Có. Tao có ghé quán ăn của ông anh Kết Nghĩa ăn mừng, chứ có ghé đâu đâu. Mà kỳ ta, tao tới nhà ông anh thì làm được một lần, cái ra ngoài làng làm thì tịch luôn à, kỳ vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi nói anh nghe nè, vậy là anh trai Kết Nghĩa của anh đã tráo những món đồ đó rồi, anh hiểu không? Mày nói cái gì? Không lẽ anh Kết Nghĩa của tao chơi tao à? Không lẽ? Thôi, đừng có dài dòng nữa. Tôi sẽ tặng anh một món này và lấy lại những món kia ha. Đây là cây gậy thần. Có cây gậy này, anh sẽ lấy lại được những thứ kia. Wow. Không ngờ cây gậy này là cây gậy thần hả? À, vậy ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là mình chỉ cần cầm cây gậy này tới trước mặt người ta và chỉ thẳng vào mặt người ta và nói: Ê, trả đồ lại cho ta. Là người ta trả đồ lại cho mình đúng không? Người ta chém ông luôn chứ trả cái gì. Đưa đây tôi chỉ cho ông ơi. Gậy gì nguy hiểm quá vậy? Không biết, phát biểu linh tinh.
anh chỉ cần chỉ lên trời ba cái thì những người xung quanh anh sẽ chổng mông lên trời, đầu cắm xuống đất, hiểu không? Wow. Muốn trở lại như cũ, anh chỉ cần quay ngược xuống đất, chỉ xuống ba cái là trở lại y chang như cũ, hiểu chưa? Gậy thần mà. Wow, cây gậy này đúng là kỳ diệu. Chứ sao? Bây giờ ta phải thử một lần. Cho ta thử một lần đi. Ngươi vừa nói gì? Ta nói cho ta thử một lần. Ngươi tính thử cái gậy này? À, khoan. Gì vậy? Giọt. Mày chạy đâu vậy? Tao có giỡn thôi mà. Ê. Wow. Anh chủ quán ơi. Ô, thằng em kết nghĩa thân thương. Bữa nay có cái gì mới cho anh xem đến đây? Anh đúng là tinh ý thiệt đó. Ừ. Tôi nói cho anh biết. Vậy? Lần này á, tôi có thứ còn hay hơn, lạ hơn hai món đợt trước nữa kìa. Vậy hả? Sao thằng em kết nghĩa làm cho anh nôn quá vậy? Cái gì cho anh coi cái coi. Thì anh muốn á, cũng phải từ từ chứ. Tôi nói anh nghe, no cơm ấm cật rồi. Bây giờ anh có muốn chổng chút chơi không? Muốn chứ. Vậy tôi sẽ giúp cho anh được chổng. Ừ, em cho anh chổng thì anh chổng chổng thôi. Vậy nữa đi, tôi cho anh chổng nha. Ừ. Em ơi. Wow, em cái gậy này đúng là thật kỳ thiệt ha. Em kết nghĩa thân thương của anh ơi, anh có tuổi rồi, em làm cái kiểu này máu nó lên não anh á, anh đứt bóng luôn á. Cho anh xuống đi. Anh không khoái sao? Tôi thấy để vậy hay hơn chứ. Mấy món trước tôi mang về tôi thấy anh khoái lắm mà. Ủa, em biết hết rồi hả? Anh giữ kỹ vậy mà em cũng biết hết rồi hả? Anh lỡ không phải với em rồi, tha lỗi cho anh đi. Nghe, đứa em thân thương của anh. Cái gì? Ăn cướp của người ta rồi nói tha nhẹ hèo vậy đó hả? Sao được? Tôi á sẽ để anh chổng lâu lâu một chút để suy nghĩ kỹ về những việc anh đã làm. Rồi, anh biết lỗi anh rồi. Anh có lỗi với em. Anh sai. Anh quá sai luôn. Cho trở lại từ đầu đi. Anh chóng mặt quá. Ủa, bộ xin lỗi cái là xong đó hả? Cho anh xuống đi. Chút xíu chắc anh chết quá. Anh phải mang đồ trả lại cho tôi đó. Anh mà không trả lại á, tôi cho anh chổng cả đời luôn đó. Rồi, anh trả cái mâm lại. Anh trả người thằng lại cho em. Anh chóng mặt quá. Thôi, chờ một chút. Anh đi lấy cái con người thần lại trả cho em nha. À, mà cái cây gậy này, cái gì mà nó lợi hại quá vậy? Cái cây này hả? Ờ, nó lợi hại lắm. Anh muốn thử không? Tôi thử lại lần nữa cho anh coi. Thôi. Anh muốn chết rồi. Anh lấy cái mầm trả cho em liền. Vậy là nhẹ cho anh quá rồi. Lẽ ra tôi phải làm cho anh điêu đứng kìa. Cả hai lần tôi bị dân làng đánh cho tơi bời, mất mặt kìa. Bây giờ tôi lấy lại đồ là nhẹ cho anh lắm rồi đó. Anh biết rồi, anh có lỗi. Anh đi lấy lại đi. Chờ anh chút. Còn ngựa đâu? Anh lấy người thằng lại cho em. Tốt quá. Bây giờ mình có cái bắp với con ngựa, mình sẽ đãi cả làng ăn một bữa no nê luôn. Đã vậy sẽ phát cho mỗi người một cục vàng mang về nữa, để khỏi nói là mình nói dốc. Nhờ cái gậy này mà mình lấy lại được vật báo. Còn vậy chứ, dân làng bữa nay ăn uống no say, lại còn có vàng mang về nữa, vui như Tết. Từ nay khỏi nói là ta lừa nữa. Nè, hoàng tử của lòng em, chàng dễ thương quá à. Lần đầu tiên em được hãnh diện với dân làng, ai cũng nhìn nể nang em hết, không còn dám dèm pha em nữa. Đã gì đâu luôn á. Ủa, sao nàng bị nhốt ở nhà mà sao cũng biết chuyện đó? Làng mình mà. Chàng không nghe một câu, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường rồi sao? Huống chi chàng đãi tiệc linh đình như vậy, ai cũng có một gói vàng mang về, ai cũng nể chàng ra mặt hết đó. Chàng ơi, từ nay vậy là chàng giàu rồi đúng không? Phải. Ta nói nàng nghe, ta tính mang lễ vật qua hỏi cưới nàng. Lần này hy vọng cha nàng không chê nữa. Em nghe nói á, mấy vật mà chàng đem về màu nhiệm lắm phải không? Đâu chàng cho em coi đi. Đây nè. Cây gậy này hay lắm. Chỉ cần á,
chỉ lên trời ba cái là người đối diện sẽ chổng chân lên trời, hay không? Chỉ ba cái là chổng chân? Ờ. Thôi, nhưng mà em thích cái mâm tự nhiên có đồ ăn á, với lại con ngựa ị ra vàng hơn. Chạy lấy cho em coi đi. Được rồi, nàng chờ ta chút, để ta vô lấy cho nàng coi. Trời ơi, trời ơi, cha già rồi mà để cha canh chừng rượt đuổi rình rạp con như vậy, chắc cha chết trước khi cha xử tội con quá lụa ơi. Sao con cứ lén cha đi gặp trai hoài vậy con ơi, chắc cha bể tim cha chết quá. Ờ, mà cha nè, cha nghe tin gì chưa? Cái gì? Bây giờ chàng giàu lắm rồi đó, chàng có cái mâm thần mà hô biến đồ ăn ra quá trời luôn, với lại con ngựa ị ra vàng nữa. Đừng dắt con ngựa đó nữa, nó ị rồi ta biết rồi, nhưng mà hỏi thêm nó có ị mùa mê thuốc lú cho bay uống không mà bay ngu quá vậy hả? Làm cái gì mà ở trên đời này có thứ thần kỳ như vậy? Có mà, chàng nói á là chàng vô lấy cho con coi rồi đó, cha đợi một chút đi. Cha sẽ ở đây chờ cha coi nè. Cha không tin phải không? Cái cây này nè. Sao? Chàng nói á, chỉ cần chỉ lên trời ba lần là sẽ có phép màu kỳ diệu xảy ra đó. Phép màu hả? Kỳ diệu hả? Dạ. Không phải cha thấy nó kỳ cục trước rồi á. Bây giờ cha tin không? Chắc cha khùng lắm cha mới tin á. Cha không tin đúng không? Chứ gì nữa? Con làm cho cha coi nha. Làm đi. Con chỉ lên trời ba cái đó. Con chỉ thiệt á. Chỉ đi. Cha đừng có sợ nha. Ê, trời, cha mà sợ. Con đếm nè. Một. Đếm luôn nè. Hai. Có hai luôn nè. Ba. Trời ơi, cha giỏng đầu xuống rồi kìa. Trời ơi, cái này hay lắm. Cha xuống. Trời, cái này hay ghê luôn á. Ê, trời ơi, con còn ở đây hả? Con đổi môn khác đi, môn này chơi không vui à. Máu nó chảy lên đầu cha nhiều quá. Ui da, thả cha xuống con. Ai biểu cha không tin? Con nói rồi mà, cây này á, hay không? Cha thấy chưa, con chỉ cần chỉ ba cái thôi là cha bị giỏng đầu liền. Thôi, bây giờ cha hết thấy nổi rồi. Đừng hỏi nữa, thả cha xuống đi, cha trong mặt quá con ơi. Mà bây giờ cha tin chưa? Thả cha xuống trước đi, cha mới nói được. Cha tin thì con mới thả cha xuống. Mày thả đi, cha mới tin sao? Không, bây giờ cha nói cha tin đi, con mới thả cha xuống. Ôi trời, cha tin. Mà chết cha. Cái gì, cha còn sống chứ cha chưa có chết. Hồi nãy á, anh có chỉ con là làm ba cái chỉ lên trời là cha bị chổng ngược xuống, nhưng mà không có chỉ con cách quá giải. Trời ơi, cái này chết cha thiệt con à. Kêu nó ra lẹ lên, thả cha xuống. Dạ, để con kêu. Chàng ơi. Hả? Chàng ơi. Chuyện gì nè? Chàng coi cha kìa. Dạ, con xin chào ông. Con không biết ông qua nên con không kịp chào. Ơi, khỏi chào, thả tao xuống. Dạ, không được, con lớn rồi, con phải biết lễ biết nghĩa. Dạ, con xin kính ông. Đừng có lễ nghĩa gì nữa, thả tao xuống dòng đi, tao muốn chết đây nè. Dạ, ông chờ con chút. Đây, nè để ta. Khoan. Chàng nghĩ sao vậy? Chàng đưa cho em. Cha. Cái gì nữa con? Bây giờ cha nói đi. Cha có chịu gả con cho chàng không? Không bao giờ. Cha nói đi, rồi con thả cha xuống. Trời ơi, cha muốn chết rồi, cha nghe con nói cha tỉnh lại luôn đó. Còn không á, thì cha cứ giỏng như vậy đi. Cha chịu, thả cha xuống đi. Ông, dạ thưa ông, ông đồng ý cho con lấy lụa không? Dạ, con đã tao. Cảm ơn cha. Cha đã được ý đạt rồi. Trời ơi, cha vẫn còn trọng đâu. Tôi quên. Đưa cây cho nó. Dạ, 1, 2, 3. Trời ơi, hay quá. Con gái tôi nó có hiếu quá. Con ở đâu rồi, trong mặt cha, mắt kìa. Ông. Trời ơi, cha có sao không cha? Cha. Công đường gì đâu mà sao vắng que, ngồi có một mình sợ ma muốn chết. Lên nào. Dạ. Lên. Bỗng hoàng cho gõ con. Mày lấy cho tao cái mỏ coi. Chi vậy quan? Tao tụng kinh. Là sao quan? Mày ngu quá. Mày thấy công đường không? Công đường người ta rần. Còn cái công đường này nó vắng tanh như cái chỗ bà đánh vậy đó. Tao làm quan chuyên xử kiện mà không có ai kiện cáo gì hết thì làm sao mà tao có những cái khoản phụ thu? Dạ, con hiểu rồi. Bây giờ con đi đầu trên xóm dưới, con khích nó kiện cáo để mình có thêm phụ thu nghe quan. Được. Dạ bẩm quan, có người kiện cáo. Cho vô. Mày lên đây mày xử luôn đi. Khoan hả? Vô. Vô đi. Vô đi. Dạ.
cái gì? Nói đi. Dạ bẩm quan, con có thằng em kết nghĩa. Thường ngày á thì nó vô rừng á nó đóng củi, mà không biết sao nó vô trong đó nó gặp được con Tinh. Rồi con Tinh cho nó mấy cái đồ quý không à quan. Nó cho thằng em kết nghĩa con á cái mâm, mâm thần nghe. Mâm thần. Nó niệm thần chú gì nó không biết. Cái mâm đó nghe toàn đồ ăn không, mà ăn hoài không hết đó quan. Thiệt không? Dạ cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó có con ngựa thần nghe quan. Mà con ngựa thần nó ghê lắm nha quan. Nó vỗ cho cái mông con ngựa thần ba cái thôi, rồi con ngựa thần phụt ra toàn là vàng cục không. Rồi cái thứ ba nữa, nó có cái gậy quan. Nó chỉ là trời cái nghe. Nó điếm một cái ba cái là con người quan chống đầu xuống đất, chứ không phải đi bằng cái chân đâu quan. Con Tình cho. Dạ. Được rồi, bây giờ nhà ngươi dẫn ta đến nhà của tên đó. Tuân lệnh quan. Dạ, dạ bẩm quan, hôm nay có chuyện gì mà quan ghé qua đây vậy? Tên kia. Dạ. Có phải nhà ngươi đang sở hữu đồ của quốc gia? Dạ bẩm, quả đúng là tôi có báu vật, nhưng mà là báu vật của con Tinh tu luyện lâu năm cho tôi, chứ không phải là báu vật quốc gia gì hết thưa quan. Tên này quả thật là cứng đầu. Rừng là của triều đình, con Tinh sống ở trong cây, tất nhiên là nó ở trong rừng. Thì tất cả những đồ đạc của nó cho ngươi, đó là đồ quốc cấm. Mau đem báu vật ra đây. Nhưng mà quan định làm gì? Nhưng báu vật đó là của tôi mà. Làm gì hả? Đem ra đây rồi ta sẽ cho ngươi biết ta sẽ làm gì. Dạ bẩm quan, cây gậy với cái mâm chắc là báu vật của nó đó. Còn con ngựa chắc là nó cột đâu đây đó. Lấy. Dạ. Ê, của tôi mà. Cái này là của tôi dạ, mà. Dạ chống cự hả? Sư quan trả lại cho tôi. Thả ra. Dạ, dạ bẩm quan, xin quan suy xét lại. Điện bảo vật này là của tôi. Không thuộc về tao thì mày cũng không có đâu con. Giang, sao chẳng lâu quá vậy? Chẳng không muốn cưới em hả? Nãy giờ là cha bực bội chẳng lắm luôn rồi đó. Con ơi, trời ơi, say sẩm mặt mày luôn rồi. Con ơi, con ơi, con làm cái gì mà tướp tướp vậy? Cái đằng nào đây? À, dạ bẩm quan, có chuyện chi đó vậy? Tên này nó sở hữu đồ quốc cấm, tàn trữ hung khí. Hả? Dám chống lại triều đình, tội của nó phải ở tù một công. Dạ, dạ thưa ông, con bị quan. Quan nó cái gì? Nó có tội. Dạ có tội gì chứ? Quan định ăn cướp hả? Ngươi định lấy nó làm chồng hả? Ờ. Suy nghĩ lại đi, nó tiêu rồi đó. Mâm lễ vật và con ngựa chính là tang vật. Linh. Dạ. Giải nó về công đường. Không chịu đâu. Chàng ơi. Lụa. Chàng ơi. Lụa, ta bị quan, chờ ta. Chờ ngươi hả? Đừng có mơ. Lễ về. Đừng có mơ đó. Còn con. Đi về. Trời, thông minh quá. Đi về. Ê tên kia, có chịu điểm chỉ xác nhận những món đồ này là của quan hay không? Hay là muốn ở đây mọt gông rồi đem chôn luôn thể? Anh đang nói gì vậy? Những cái đồ đó là của tôi mà, đồ nào là của quan? Thì vô đây là nó vậy đó, mở cho mày con đường thoát ra ngoài làm ăn. Không lẽ mày muốn ở trong đây luôn hay sao? Thôi không chịu thì thôi à. Ê anh, được rồi tôi chịu, đồ đó là của quan được chưa? Vậy thả tôi ra đi. Phải vậy chứ. Khôn hồn á thì xéo đi nghe mày. Mày cứ lảng vảng ở đây á, quan tưởng mày đòi đồ rồi ổng làm gì mày tao không biết đâu rồi nha. Sao nghe giống tiếng ai khóc vậy ta? Gì cha? Sao ngồi đây? Tao ngộ quá Tình ơi. Sao vậy? Tôi tưởng anh đi làm giàu rồi, bộ tính vô đây làm tin với tôi hả? Tao cũng tưởng là tao ấm em rồi. Ai ngờ giờ tao mới hiểu, những người tài trắng giống như tao, nhiều khi của cho trời rơi xuống lại là tai họa đó. Ủa, anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Mấy món vật báo tôi cho anh đâu hết rồi? Tự nhiên có ông quan xuất hiện, cái ông cướp hết của tao luôn. Nãy vậy ông có bắt tôi điểm chỉ, nói là đồ của ông, nếu không ông sẽ giam tôi luôn. Tao sợ quá.
Bây giờ tao tính làm được nhiêu ăn nhiêu, chứ không dám nhận đồ quý của mày nữa đâu. Thôi, để tôi cho anh một thứ này, anh sẽ có thể đòi lại tất cả những thứ còn lại, hiểu không? Đòi tao không lấy đâu, mất mạng thì sao? Tôi không lấy đâu. Không có mất mạng đâu, anh nghe lời tôi đi. Cái món này ngoài anh ra không ai muốn có đâu. Bộ quý lắm hả? Tôi nói thiệt, món này quý lắm, anh xem là thích liền. Nè, coi nè. Đây là hai cục đá thật. Mày có hàng mới nữa phải không? Kỳ này mày biết tài tao. Hai cục đá này nó có sự nhiệm màu của nó. Nghe nè. Quang ơi, Quang ơi, vô mắng đi Quang ơi. Chuyện gì, chuyện gì? Ai kiện cáo gì hả? Dạ, con này Quang. Dạ. Ủa, là ngươi hả? Dạ, còn thấy thằng tiều phu ngang, nó đi vô rừng. Thằng tiều phu bớ hổm phải không? Dạ, rồi cái nó gặp con Tinh, rồi con Tinh cho nó cái gì đó. Rồi cái thằng tiều phu á, nó lấy cái gì đó, rồi xong nó vui vẻ, nó không đúng củi nữa, nó đi về luôn. Chính ta cũng chưa biết cái món quà đó là cái gì đó. Dạ đúng. Chính vì vậy, ta sẽ sai lính tóm cổ đó lên đây. Dạ. Đây. Ủa, anh cũng ở đây hả? Bộ tao ở đây không được hả? Tại vì tao thấy hình như mày có những cái đồ gì đó nó quý hiếm lắm. Tao tò mò đến đây coi ké ăn chút mà. Vậy ra là anh báo cho quan biết hả? Không sai. Vậy đợt trước cũng là anh báo? Chính xác. Lần này á, đúng ra tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Nhờ quan lấy đồ của tôi mà con tên đó đã cho tôi một món đồ còn quý hơn mấy món đồ lần trước nữa. Nè, mày đừng có đến đây rồi mày gạt quan, nghe chưa, nghe chưa? Mày mà hại quan á là quan cho mày tiêu đời luôn á, nghe mày. Không, tôi nói thiệt, tôi nào dám hại quan. Dạ thưa quan, cho gọi tôi. Dạ bẩm quan. Tới rồi đó hả? Dạ. Tên kia. Dạ. Nhà ngươi có đem cái gì đó, cái gì đó tăng vật theo không? Dạ thưa quan, quan đã có lệnh, làm sao tôi dám chống? Tốt. Cái gì đó là cái gì đó, đem ra ta coi. Dạ, xin quan chờ một chút. Dạ thưa quan, đây là hai hòn đá. Hai hòn đá này mà nhà ngươi cho là quý hả? Dạ. Dạ. Nhà ngươi dám gạt ta hả? Dạ thưa quan. Dạ thưa quan, tôi nào dám gạt quan. Tôi nói thiệt, hai hòn đá này quý lắm. Nếu quan muốn á, tôi sẽ thử cho quan coi. Coi không? Coi thì coi. Coi ha. Coi đi. Quý sao? Thử ta coi. Dạ, tôi sẽ thử. Đá. Dân. Tổ quá ha, đá mà bay được luôn. Ủa? Sao nó bay vậy? Quan ơi, dừng lại đi Quan. Ngưng đi. Tên kia, nhà ngươi kêu ngưng đi. Dạ. Ngưng đi, đừng đánh nữa. Dạ thưa quan. Tự nhiên tạm thời tôi quên mất câu thần chú để cho hòn đá dừng lại rồi. Ấy trời ơi, sao người ngươi quên ác quá vậy? Cứu gia ta rồi. Chết rồi quan ơi. Cứu gia ta rồi. Cứu cô quan ơi. Dạ thưa quan, nếu mà quan trả lại những món đồ mà quan lấy của tôi á, thì may ra tôi sẽ nhớ. Được rồi, ta trả. Nhưng mà quan hứa thì tôi mới tin. Quan hứa nha quan. Hứa lại đi quan. Rồi hứa, ngưng đi. Dạ. Vậy con sẽ làm hòn đá dừng lại. Ôi dạ. Đá. Ngưng. Vừa lòng mày chưa? Mày đừng có nói là mày chưa vừa lòng nha. Đây. Cảm ơn cậu. Đây, tặng anh. Dạ cảm ơn. Đây tặng cho chị. Cảm ơn. Tặng cho chị đây. Cảm ơn. Đây của anh. Cảm ơn. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi phát tới đây thôi. Khi nào bà con có khó khăn gì á thì cứ đến tìm tôi, đừng có ngại. Dạ bà con. Chàng phát xong chưa? Chàng phát xong á thì chàng nghỉ ngơi đi, chút nữa hai đứa mình ăn tiếp. Lại ăn nữa hả? Sáng giờ tao thấy đang ăn hoài vậy.
ăn riết á cái bụng trong bóc rồi nặng quá sao đi. Trời ơi, em có ăn gì đâu, em ăn á lại mang cho con. Bây giờ chàng nhìn em, bộ chàng thấy mập lắm hả? Đâu có, nàng nói gì vậy? Nàng á, dù có bập hay ốm, trong mắt của ta nàng cũng đẹp nhất rồi. Ta biết, nàng ăn cho con của ta mà. Ta chỉ sợ là ngày mai nàng không có sức để đi phát dẫn cùng ta thôi. Vậy chỉ cần á đem theo cái mâm biến ra đồ ăn á, biến ra quá trời đồ ăn luôn, em sẽ theo chàng tới cùng trời cuối đất, em không có biết mệt đâu. Vậy hả? Vậy ngày mai á, cục vàng của cha cùng với mẹ con đi theo phát dẫn cùng cha nghe. Xưa có một người con gái, con một gia đình giàu có, xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, nên bị các bạn gái xa lánh. Trời ơi, sao mà lâu quá vậy? Lâu thiệt. Khổ ghê. Chờ nãy giờ mà cũng chưa tới nữa. Ồ, con Hường này thiệt là quá đáng. Lần nào đi chơi á, nó cũng bắt tao với mày chờ đợi hết. Nó làm như nó danh giá lắm không bằng, thấy phát ghét. Lần sau á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không. Ê, nó tới kìa. Ý, mọi người tới sớm dữ vậy đó hả? Trời ơi, tao nói đừng có giận Hường, tội nghiệp Hường dữ lắm. Lý do là tại sao Hường đi trễ, Hường kia cái con sen á, đi lấy cái bộ đồ này cho Hường để Hường mặc đi dự hội, mà nó đi cả buổi trời, tao nói nó tám từ đầu trên nó xuống dưới vậy đó. Trời ơi, bực quá trời quá đất vậy hả? Nói nghe vậy thôi, đừng có giận Hường làm gì. Làm gì nhìn dữ vậy? Chà, hôm nay thấy ai cũng mặc đồ đẹp ha. Nhưng mà Hường thấy cái dải áo này nó cũng mới. Mà nè, hàng này là hàng chợ phải không? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Còn đây nữa nè. Trời ơi, ta nói cũng mặc áo, cũng đâu thua kém gì chị em ha. Cũng tím lét vậy đó. Nhưng mà tôi biết hai cái lụa này đâu có bằng cái lụa của tôi. Lụa của tôi là hàng cao cấp. Mà ta nói cái làng này nè, cả cái làng này không có ai mà có điều kiện bằng tôi. Cho nên bởi vậy tôi nói tôi hãnh diện dữ lắm. Thôi, mình đi đi kẻo trễ ha. Mà thôi, tôi Hường đi trước hen, hai bạn đi sau. Mày mốt á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không? Chảnh chẹ, thấy ghét. Đi. Các bạn trai thì ghét bỏ cô, vì ai cũng bị cô chê bai. Thế nên... Trời ơi, ăn cái gì mà cao quá vậy? Dạ, cao thì tốt chứ cô, cao khỏe mạnh mà, gầy đẹp mà cô. Mỏi cổ lắm. Sao cô? Lùng quá. Sao mập dữ vậy? Béo lắm, ụt ịt dữ lắm. Không được. Vì quá kén chọn, đến tuổi cập kê đã lâu, cô gái vẫn chưa tìm được đám nào vừa ý. Tuy nhiên, cũng tới lúc cô kén được chồng. Mời mình dùng nước. Cảm ơn mình. Mình có mệt không? Có đau nhất ở đâu không mình? Em đau ở đây nè mình. Dạ, trái cây mới hái ngoài vườn, em mời cô cậu dùng. Cảm ơn con.
Mình dùng trái cây nha mình. Mày nghĩ làm được rồi đó. Sao vậy cô? Con có lỗi làm gì? Sao cô không dạy? Cái thứ con gái lẳng lơ như mày, trước mặt vợ người ta mà mày còn dám bóc hốt. Nói chi, nếu ta không có ở nhà thì mày còn làm tới cái gì nữa? Mình, tôi lỗi ta chứ đâu phải người ta. Mình sao vậy? Tôi không cần biết. Thà đuổi lầm còn hơn là bỏ sót. Không nó thì mình đâu biết có ngày sanh chuyện. Mình nói cũng phải nể tôi chứ. Chẳng lẽ tôi là thứ bậy bạ như vậy sao? Thôi, mình tha cho người ta để người ta còn đi làm nữa. Không tha gì hết. Mày đi đi. Mình, bóp da cho em đi mình. Ừ. Trong cuộc sống hàng ngày, Hường tỏ ra ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình, khiến chồng cô càng lúc càng ngỡ ngàng. Mấy con gà quỷ dám qua vườn nhà bà hả? Từ nay về sau, nếu gà bên đó mà qua vườn bên đây là tôi giết sạch hết. Chuyện gì vậy mình? Trời đất, gà qua nhà mình sao không đuổi? Chọi chết như vậy người ta đền rồi sao? Đứa nào dám qua đây bắt đền, em cho lên quan. Nuôi gà mà không cho ăn, cứ qua vườn nhà người ta mà mổ hết rau à, ai mà chịu nổi? Nhưng mà mình không thấy tội sao? Bên hàng xóm người ta cũng tốt với mình, mà nhà người ta nghèo nữa. Nuôi mấy con gà mừng sắp tới ngày người ta mang ra chợ bán, vậy mà mình kệ nó chứ. Mình lo cho cái vườn của mình còn chưa xong, mấy luống rau nhà mình ăn hết rồi kìa. Chậu đâu có ăn thua. Em á, em phải đặt bả thì mới hạ gục hết được cái đàn này đó. Hả? Trời ơi, em thiệt là thôi, mình mang đi chôn thôi. Không, mình để đó cho em. Thưa cô cậu, tôi làm cỏ ngoài vườn xong rồi cậu. Ừ. Xong rồi phải không? Xong rồi thì cầm mấy con gà này về mà làm ăn đi. Hả? Mới chết còn ấm, bỏ uổng lắm. Nhớ là bỏ mề ruột đi cho nó sạch. Trời, Minh. Coi như tôi trả công làm vườn hôm nay. Dạ, nhiều quá. Mấy đứa nhỏ nhà tôi á, lâu rồi không có biết thịt cá là gì. Cảm ơn cô. Để mai á, tôi làm hết đám rượu sau nhà, khỏi công cái gì nữa. Ừ, vậy là biết điều đó. Về làm liền ăn đi. Dạ, cảm ơn cô cậu. Tôi xin phép. Mình ơi, lỡ người ta ăn vô người ta bị độc chết thì sao? Mình phạm tội giết người đó. Mình cứ lo hảo, chết sao được mà chết. Tụi nó đói khát, cái thứ gì mà nó không ăn. Vậy mà nó có chết bao giờ đâu. Anh thấy không, mình rất là thông minh. Một công đôi việc nữa, vừa bẫy gà vừa trả công cho người ta. Mình phải nhanh lẹ như vậy chứ. Cùng với tính ích kỷ, thói ghen tuông vô độ của Hường cũng càng ngày càng tăng, khiến ông chồng ngạt thở. Anh ơi, anh hai thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh hai, uống miếng nước đi. Anh hai thấy đỡ nhiều chưa? Anh hai nằm nghỉ nha. Để em đi mua miếng cháo về cho anh hai ăn. Trời ơi, bữa nay đi chợ muốn mua mấy con cá chép á. À, không có gì hết trơn á. Trời ơi, không có sao? Nhanh 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 nhanh. Nhiều lắm. Vậy hả? Sao qua nhà ông Năm đó? Ủa, nhà ông Năm đó ao cá mà làm sao đó. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi tôi
có biết đâu. Trời ơi, đi. Trời ơi bà Tám. Gì? Bà có chắc là ổng đi không? Ổng có nói với tôi á là ổng đi thăm người anh của ổng. Mà tại sao là bà nói ổng đi cái đó? Vậy mà tin được á hả? Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Làm gì anh em thương yêu nhau dữ vậy? Trời ơi. Vậy cũng tin được nữa. Trời ơi, không nè, lẽ nè, nè nè nè. Bà coi tôi nói có đúng không nha? À, bây giờ bắt đầu quẹo vô quán con Lan Cục nè. Trời đất ơi. Đi. Không lẽ qua đi. Mặt tôi trời trước với tôi nè. Đó, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu, thấy không? Ông làm cái gì ở đó vậy trời? Nè nè nè, coi nè. Ông móc tiền ra nè. Đó, rõ ràng không? Thánh thần ơi, hồi xưa tới giờ tay hộp chìa khóa là tôi giữ hết trơn rồi. Tiền ở đâu mà ông lấy đem cho gái vậy trời? Ai biết. Mà phải chi gái lành lặn, chi gái sức tai gãi gọng mà ông cũng mê nữa là sao trời? Khờ quá. Sức tai gãi gọng chỗ này nhưng mà lành chỗ khác. Hả? Trời ơi. Trời chứ. Chưa. Bà làm gì hấp ta hấp tấp dữ vậy? Đó 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 đó. Nè 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 nè. Coi nè, hai người bắt đầu dắt tay vô bếp nè. Đó. Thấy không? Tôi nói mà. Trời dám hả? Thấy không? Khoan. Bữa nay là chồng nó đi lên tỉnh lấy hàng, mua hàng cái gì đó. Đúng rồi. Mà bây giờ ổng với nó dắt tay vô bếp làm cái gì? Cái gì? Trời đất ơi. Đây nè đó. Hôm qua cũng ngay cái khúc này, tôi phải đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn. Bởi vậy cho nên tôi không có coi được hai người dắt tay vô bếp làm cái gì. Tiếc. Trời ơi. Hai người dắt tay vô bếp làm cái gì? Đúng rồi đó cậu. Hai người vô trọng làm cái gì? Một nam một nữ. Trời, phải hôm qua tôi rình tiếp là tôi biết vô bếp làm cái gì rồi. Trời đất ơi. Tức quá đi. Ê, nè. Trời chết ơi tôi. Đàn bà gì mà nóng tính sợ hả? Nói mấy câu cái tự nhiên A Phạm Phù chạy vô đó liền hả? Hai người làm cái trò gì vậy? Nè, tôi không thích ba mặt một lời đâu nghe. Bà làm cái trò gì vậy? Vậy chứ ông làm gì ở đây? Trời ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tôi á, nhờ bà nấu cơm cho anh hai tôi. Bà không chịu nấu, cho nên tôi mới nhờ chị nấu nè. Thì... Ủa? Sao ảnh nói chị bận, không nấu cháo được, nên ảnh mới nhờ tôi nấu giùm. Thiếu gì người sao ông không nhờ? Mà ông đi nhờ con nhỏ này. Nếu mua cháo thì ông đứng ở ngoài trong vô đó làm cái gì? Bà không thấy tay chân người ta tật nguyền như vậy sao? Nồi cháo lớn như vậy bưng một tay sao được? Còn bà vừa phải thôi nha. Anh hai tôi bệnh, lẽ ra bà phải là người nấu cháo, không đợi tôi đi mua kiểu này đâu. Không biết mắc cỡ mà còn bày đặt. Cảm ơn chị. Dạ. Anh tôi cũng đỡ nhiều rồi. Ngày mai tôi nhờ chị nấu giùm nồi cơm với canh chua cá kho nha. Anh hỏi coi chị có nấu được không? Nếu mà chị nấu được thì tôi khỏi. Nhưng mà nếu chị bận thì tôi nấu giùm, không lấy tiền công đâu. Lối sớm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Còn bà nữa, lo vậy nấu cơm nấu nước đi. Ở đó mà nói sằng, mắc cỡ quá. Còn chị Tám nữa. Ở đây làm gì? Sao không về lo cho chồng con đi? Xúi vợ tôi tới đây làm chi? Nhiều chuyện quá. Cái ông này. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà làm ông chửi tôi rồi đó. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì mà bà lo tôi hoài vậy? Tôi không tin là hai người đó không có cái gì với nhau. Ngày hôm nay tôi không bắt được quả tay tôi tức lắm bà biết không? Thì rành ra đó rồi, còn cháu gì nữa? Bà nói vậy là sao? Thì bà mới nói đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái câu đó có cái gì đâu mà rõ ràng chứ không rõ ràng. Trời ơi, không ngờ bà khờ ghê á. Tối lửa tắt đèn có nhau, một nam một nữ ở trong bếp làm cái gì? À, tôi hiểu rồi. Trời ơi, đàn ông đàn bà tối lửa tắt đèn. Hiểu hả? Trời ơi, hiểu rồi sao không hiểu? Hiểu sao, nói tôi nghe coi. Thì tối lửa tắt đèn, nấu cháo. Trời ơi, tôi chịu thua bà luôn á. Ý bà sao bà nói đại đi, mệt quá. Nghe tôi giải thích nè. Tối lửa, tắt đèn. Đàn ông nè, đàn bà nè. Giúp nhau, giúp nhau, giúp nhau, giúp nhau, giúp nhau.
hiểu không? Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời? Đó, cái đồ giang phu với phụ đó. Đó, tôi phải vô cho nó bài học. Nè. Sao? Đi đâu vậy? Bằng chứng đâu? Không lấy được bằng chứng thì làm sao mà nói với ổng? Cũng phải. Bây giờ vậy đi, tôi với bà đi về. Ngày mai thế nào ổng cũng đem ổng trả cái nồi. Đúng rồi, đem trả cái lúc nồi. Đó, ổng đi vô bếp, mình đi theo mình rinh. Mình bắt tại trận. Quả tan. Không chối nữa. Đúng rồi, mình có bằng chứng luôn. Vậy đi, đi về. Vậy đi. Ngày mai bà mà có bằng chứng là mày chết với bạn nghe con. Ê bà Tám, đợi tôi với. Ủa sao giờ này ông chưa tới? Yên tâm đi, thế nào ông cũng tới mà. Ông tới rồi kìa. Ông tới. Chị Tư ơi, có ở nhà không? Trời ơi, em làm cái gì vậy hả? Đánh ghen chứ làm cái gì? Trời ơi. Ủa anh Tư. Trời ơi, chị làm gì? Chị quấn tôi đau quá vậy chị Hương? Ủa anh Tư, anh về hồi nào vậy anh Tư? Dạ tôi mới về, lâu quá tôi không gặp anh Hiến, rủ anh qua nhậu thôi. Mà có chuyện gì mình? Mai mốt chị từ từ nói, đừng có nóng quá như vậy. Chứ không lẽ chị nghĩ anh Hiến và vợ tôi có chuyện gì sao? Trời ơi, bây giờ mà đất có nứt ra tôi chui xuống liền. Bà vừa lòng bà chưa? Nhục nhã quá mà. Bây giờ tôi giao cái nhà đó cho bà, bà muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm nay tôi chung sống với bà, bà ghen bóng ghen gió, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi đi cho bà vừa lòng. Tôi đi đây. Anh Hiến. Anh Hiến à. Có giỏi á thì đi luôn đi nha, đừng có quay về nhà này nữa. Thử coi đi được mấy ngày rồi quay về. Tại bà không đó. Ai biết. Trời ơi, hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. Phải rồi, đi luôn đi. Đừng có giác cái mặt gì đây nữa. Tôi không cần đâu. Đồ cái thứ đàn ông tồi bại. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Trời ơi, tôi ăn ở hiền lành dữ quá mà. Tôi đâu làm gì ác nhân thức đất đâu. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Gì vậy? Sao mà khóc? Ông chồng tôi cũng bỏ tôi đi luôn rồi kìa. Bởi vậy sao? Tội nhiều chuyện. Phải rồi, bà nhiều chuyện quá trời quá đất luôn mà. Mà thôi thay kệ ông đi. Bây giờ khóc ông có về được đâu. Cứ sống vui vẻ đi. Với lại tôi nghĩ không có đàn ông mình cũng đâu có chết đâu. Nhưng mà bà, còn có con có cái, còn tôi á, suốt ngày tôi thủi con mình à, buồn lắm. Chắc lần này tôi đi tu thiệt quá. Trời ơi, đi tu hả? Rồi chùa nào chứa bà? Cái gì? Bà nói cái gì? Không, ý của tôi là tu á là phải nhẫn nại, là phải từ bi lắm kìa. Cái gì mà tươm tướp dữ như chằn.
Chị có nước tù hú. À, cái này tôi nói thiệt tình nha, không có thêm thắt đâu á. Bà, ai nói với bà là tôi không chịu nhẫn nại, trừ khi có ai chọc tôi á. Chứ bà không thấy hả, bộ tôi không từ bi hơn bà hay sao? Thôi, cho tôi xin đi. Tôi là không có tham sân si, bà còn trần tục lắm. Tôi á, bây giờ chồng cũng không có, con cũng không. Lối xóm á thì không chơi với ai, còn gì đâu nữa mà sân si. Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tu là hợp nhất. Chà, tôi mà tu thành tiên thành Phật rồi hả, tôi sẽ dặn cổ hết mấy cái thằng nào mà bỏ tôi, dặn cổ trời hết ơi, mấy cái con nào mà nói xấu tôi. Trời đất ơi, mồ Phật, Phật nào mà chứng giám cho bà không biết nữa. Thôi, bà đi về đi, cũng tại bà xúi biểu tôi mà chồng tôi nó mới bỏ tôi vậy. Đó anh nè, đã vậy xong rồi bà còn nói xấu tôi khắp làng khắp xóm, bà tưởng tôi không biết hả? Thì đúng là đời bạc như vôi mà. Ngày mai tôi bán cái nhà này nè, tôi lên chùa tôi tu, tôi khỏi chơi với ai hết. Khỏi chơi thì khỏi chơi, nhưng mà tôi nói chị nghe nè, chị nói cái xóm này không ai tốt với chị đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chị đâu có tốt với ai đâu. Hả? Chị ỷ chị giàu có, chị khinh hết thảy mọi người, ai chị cũng chửi, chị mắng. Chưa hết đâu nghe, đàn bà mà từ 16 tuổi trở lên á, là chị cho vô diện tình nghi là sắp giật chồng của chị tới nơi hết à. Chị á, đàn ông đàn bà gì cũng ghét hết trơn á. Chỉ có ông Hiến á, ông hiền lành, ông nhịn nhục chị, ông còn chịu không nổi nữa, ai chịu nổi chị. Thôi làm ơn giùm tôi một cái nha, đừng có tu cũng thành chánh quả đâu. Dẹp đi, bà đi về đi, bà đi ra khỏi nhà tôi. Đồ cái thứ quỷ thứ yêu gì đâu không à, bà chống mắt lên mà coi tôi tu nè, tôi sẽ thành chánh quả. Đi tu vì thất chí, vậy mà lại còn muốn thách đấu với người khác, ngài thấy làm sao? Liệu tính nữ này có hy vọng gì không? Cái đó còn tùy, bởi vì con đường tu hành nó có nhiều khổ hạnh khó khăn lắm, nhưng mà nếu ai trì chí ắt sẽ có kết quả. Chắc phải còn thử thách nhiều đây. Hơn khổ sai nữa. Ở nhà có bao giờ mình làm mấy cái chuyện này đâu, toàn là ông làm hết à. Mà cái sân rộng thênh thang kiểu này nữa mà ngày nào cũng bắt mình tôi quét à, chắc tôi chết quá trời ơi. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời ơi. Cô Diệu Hạnh hả? Cô quét lẹ đi, còn đi vô trong kia phụ rửa chén nữa kìa, trong kia đang thiếu người đó. Dạ thưa cô. Lẹ lên đó nha. Được cái tôi lâu hơn mình thôi, chứ tuổi tác bằng con tôi là cùng. Mày đặt rồi, bể luôn rồi. Chết rồi, cái cây này sao bà quý lắm á. Cái cây này mà chết là mình chết luôn á. Trời ơi, bây giờ tụi mình biết phải làm sao đây. Trời ơi, ai làm đây? Cái cây này mà chết là sư bà la chết luôn á. Hai cái đứa này, người ta đang quét sân à, lù lù đâm sầm vô. Sư cô đụng vô tụi con trước chứ bộ. Đúng rồi. Tự nhiên sư cô á quét ào ào đụng vô hai tụi con, rồi cái bình nó mới rớt. Hai cái đứa này đi tu mà còn lương lẹo nữa hả, nó không thành có.
tới khi nào mới khá nổi hả? Hả? Tụi con đâu có lương lẹo đâu. Đúng mà. Thôi lỡ rồi, lại xin lỗi sư cô đi rồi đỡ cây lên. Ờ, xin lỗi đi lẹ lên. Nhưng không phải tụi con thiệt mà. Trời, không xin lỗi mà còn đứng ngoan cố nữa hả? Ừ, mà xin lỗi đi, lẹ lên. Con xin lỗi sư cô. Phải vậy mới được chứ. Thôi dọn đi anh. Trời ơi, cái chậu này nó bể rồi, chắc mình bị ăn đòn luôn quá. Ừ. Lụm đi, đứng đó làm gì nữa. Lụm cho sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Lụm cho kỹ nghe chưa? Dạ. Ê, 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 ê. Đi đâu à? Đi đâu à? Lại biểu. Biểu. Có lỗi là phải biết sửa lỗi, biết chưa? Đưa tay mượn coi. Đưa tay ra. Quét hết cái sân này giùm nha. Sao mới được ăn cơm. Nổi? Ha? Tụi con đâu có làm đâu mà tụi con quét. Không quét nổi, đó là chuyện của tụi bay. Ha? Bây giờ thử quét đi, quét xong mới được ăn cơm. Làm biến lem bèm tàu mét sư cô. Làm đi. Dạ. Nhìn gì? Dạ. Tao nói trong cái ruộng nó có cái ma dễ sợ luôn. Tự nhiên có hai thằng mẹ làm giùm mình. Quét hết cái sân đi. Còn phần mình vô ăn cơm. Ngài thấy làm sao? Đã tới chùa đó mà còn lá mặt lá trái. Lợi dụng người khác có vẻ khó à. Thì cứ tu hành lâu ngày rồi sẽ hiểu mà. Cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Dạ thưa sư cô, lễ vật lúc nãy con đem qua chỉ là một ít trái cây với lại có mấy thỏi vàng thôi. Nhờ sư cô chỉ dẫn, con về làm theo, cho nên việc buôn bán cũng thuận lợi. Sau này khi con đem lễ vật tới, sư cô cứ việc nhận. Sư cô đừng có ngại gì hết. Thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Đó là cái phước của nhà chị thôi. Khách thập phương tới đây dâng lễ vật rất nhiều. Dạ. Ngoài vàng bạc ra còn có củ ngon vật lạ nữa. Nhưng mà nếu cái việc gì cần, chị cứ lên đây, sư sẽ ưu tiên tiếp chị trước. Dạ. Dạ con cảm ơn sư cô. Thưa sư cô con về. Sư cô. Sư cô ơi sư cô. Dạ thưa sư, con đến đây nhờ sư chỉ giúp giùm con một chuyện. Chuyện gì? Dạ, nhà con có một mụn con gái, cứ bệnh lên bệnh xuống hoài mà con không biết bệnh gì. Nhờ sư cô chỉ giúp giùm con cách dâng lễ cúng Phật cho con của con bớt bệnh, với nói giùm với thầy Lan cho con của con được đến đây trị bệnh. Tại vì nhà con nghèo quá, không có tiền trả cho thầy ấy. Nếu được á, sư cô nói giùm con đòi ơn sư cô nhiều lắm. Người ta trèo đèo lội suối cực khổ quá mà, đâu có ai mà làm công không như vậy. Tôi không nói được đâu. Sư cô, nhờ cô nói giùm con đi cô. Cô giúp giùm con đi cô. Thôi tôi bận lắm, đừng có bao giờ tới đây làm phiền người ta nữa nha. Sư cô. Trời. Nè, ông thấy sao? Hết chịu nổi rồi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sao mà con tu lâu quá rồi, kinh nào con cũng thuộc. Khổ hạnh của kiếp tu hành con cũng đã trải qua rồi,
Vậy mà sao con vẫn chưa thành chánh quả? Giờ con phải làm sao? Hay là mình đi Tây Trúc một phen để hỏi chư Phật cho ra lẽ. Sao mình tu lâu quá mà chưa có đắc đạo? Đường đi xa thiệt, nhưng mà nhất định phải đi. Chớ tu hoài mà không chứng ngộ, con Tám nó cười thúi đầu. Thôi mình phải đi thôi. Mệt quá, khát quá, chắc chết quá. Sao đi hoài mà không thấy cái nhà nào hết? Phật bà ơi cứu con. Phật độ cho mình rồi, ngôi nhà. Sư bà tỉnh rồi. Sư bà tỉnh rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Dạ, đây là chân núi Thiên Sơn. Sư bà đi đến đây thì ngất xỉu. Mẹ con tôi đưa sư bà vô nhà. Mô Phật, cảm ơn thí chủ. Sư bà còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Con đang nấu cháo trong nhà, lát nữa sư bà dùng cho khỏe. Thiện tai, thiện tai. Cho bận ni hỏi, từ đây tới Thiên Trúc còn bao xa? Sư bà định đi đến tận đất Phật sao? Ừ. Còn xa lắm. Con sợ sư bà yếu như vậy, khó lòng đi tới nổi. Sư bà đến đất Phật để làm gì vậy? Ta tu hành đã lâu, lào thông kinh kệ, mà chưa thành chánh quả. Ta muốn đi tìm chư Phật để hỏi tại sao ta phải làm gì Phật mới cho đắc đạo. Mô Phật, sư bà tu tập lâu năm vậy mà còn khó. Mẹ con chỉ là thảo dân ở chốn quê mùa, chỉ biết tu tại gia, đọc kinh niệm Phật, chắc không bao giờ đắc đạo nổi. Mẹ ơi, hay là sẵn dịp này á, mẹ con mình xin sư bà đi theo lên Thiên Trúc nha mẹ. Mình đỡ đần cho sư bà, biết đâu mình được Phật độ thì sao? Con nói đúng đó. Mẹ con mình ở nơi hẻo lánh này, ngày ngày chẳng giúp ích được gì cho ai, chỉ bằng đi theo chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho sư bà, cũng là công quả. Mẹ chẳng mong được đắc đạo, chỉ còn mong đến được Thiên Trúc hầu hạ chư Phật cũng là mãn nguyện lắm rồi. Sư bà cho phép mẹ con đi theo được chứ? Đường xa mà hiểm trở bất trắc lắm đó, hai mẹ con phải suy nghĩ cho kỹ đi nha. Vậy là quyết luôn. Để con dọn cơm mời sư bà nghe.
Dạ. Đi con. Dạ. Chuông Khánh mà còn chẳng ăn ai nữa, huống hồ là mảnh chỉnh dứt ngoài bờ tre. Ta đây tu hành hơn 10 năm trời mà còn chưa được gì. Mẹ con nhận lấy bày đặt đòi thành Phật. Còn lâu, mình cứ cho tụi nó theo hầu hạ, chứ cái ngữ này hy vọng gì. Mẹ con mà đi lẹ đi. Đi cái gì mà chậm như rùa vậy? Dạ con biết dạ. Rồi. Nhanh lên con. Dạ. Yên tâm trì trí, tìm đường giải thoát. Vậy mà không biết một điều đơn giản là Phật tự tâm. Con người là hay lầm lẫn, vô chùa là ăn chay niệm Phật, phải lào thông kinh kệ thì mới sớm thành Phật. Thì bây giờ có ba người để chúng ta xem xét. Cứ để thử coi ai sẽ thành chánh quả. Dạ. Con ơi. Dạ ông cụ ơi, con có gì con không? Dạ ông cụ biết sao vậy? Ta mệt quá, ta sắp chết khát rồi. Con cho ta xin miếng nước được không? Ông cụ có cái gì đựng nước không? Chứ con không có. Ta có. Con cho ta xin một chén nước đi. Dạ được. Con cho ta xin chén nữa. Dạ. Thôi con để cho ta. Ông cụ. Ông cụ có sao không vậy ông cụ? Ta xin lỗi. Xin lỗi con, tay chân ta vụng về, ta lúng túng quá. Dạ, không sao đâu ông cụ, để con đi lấy nước lại là được rồi. Cảm ơn con. Mà chắc là ông đó lắm đúng không? Thôi, ông cụ ngồi đây nha, để con đem nước về, xong rồi con xin mẹ cho ông cụ một chén cơm. Ta cảm ơn con. Ông cụ ngồi đây chờ con nha. Nam mô A Di Đà Phật, đại từ đại bi Phật. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nấu có nồi cơm mà từ hồi sáng tới giờ chưa xong, vừa đói vừa khát nữa. Mà cái con bé lành nữa,
suối ở sát một bên, mà nó đi lấy nước ở đâu mà lâu quá trời quá đất vậy? Sư bà ráng chờ chút nữa, hình như là suối hơi xa. Suối xa hay là nó mê chơi, thấy hoa thấy bướm đẹp quá mà. Nếu muốn đi tới với đất Phật phải dốc lòng dốc sức thì mới nhanh tới được, chứ như vậy biết chừng nào mới tới. Sư bà yên tâm, con bé Lành nó cẩn thận chu đáo lắm, chắc là nó đang về đó. Thịt của ngươi thơm thiệt, ta muốn ăn thịt ngươi. Ta đang đói đây. Con lại ông mà, ông nay cho con đi. Ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng ông cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống đi. Ngươi nói sao? Dạ, ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống nha. Rồi con hứa con sẽ quay lại nhập mạng cho ông mà. Ngươi nói phải giữ lời đó. Dạ. Nếu như ngươi không quay lại, ta sẽ ăn thịt mẹ ngươi luôn. Thôi, ta cho ngươi đi đó. Dạ. Thì con cảm ơn ông. Con sao vậy? Dạ. Ăn đi còn có sức đi đường. Đường còn xa lắm đó. Dạ. Mình còn ăn làm gì? Tí nữa phải đi nộp mạng cho Trần Tinh rồi. Mẹ, lúc nãy con có gặp một ông lão ăn xin á, ông nói lạ luôn á. Con tính xin mẹ cho một chén cơm, được không mẹ? Nè, chuyện của mình sao không lo, đi là chuyện của người khác. Lương thực mang theo ăn không có đủ đâu nha. Con sao vậy? Sư cô đâu có ý la rầy gì con đâu. Cái gì vậy trời? Tôi nói có một câu, bộ không đúng sao ngồi khóc. Phải khóc vì chuyện đó. Chứ con có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Hả? Ai nói vậy? Hồi nãy con có gặp ông chàng, ông nói thịt con á, nhưng mà con xin ổng đem nước về cho mẹ sư bà uống. Giờ con mới đi gặp ổng rồi. Không được, con không được đi đâu hết á. Nếu mà con không đi á thì ổng ăn thịt mẹ sư bà luôn thì sao? Hả? Thôi mẹ sư bà để con đi đi. Nếu có kiếp sau á thì mẹ con mình sẽ gặp nhau mà. Không, con không được đi đâu hết á. Sư cô ơi, sư cô đi với nó ra gặp ông chàng được không? Sư cô nói giúp giùm một tiếng. Con bé đang cùng sư cô đi đến đất Phật, xin ông hãy tha cho nó. Sao mà được? Đã gọi là chàng á thì nó đâu có phân biệt được Phật với trời. Ta mà tới đó lỡ nó ăn thịt ta luôn sao? Sư cô ơi, tôi xin sư cô đó. Sư cô nói được mà. Xin tha cho con bé. Con bé nó ngoan hiền như vậy đó. Sư cô ơi, sư cô nói giùm đi sư cô. Tôi xin sư cô mà. Sư cô. Thôi, là cứ coi như đó là cái nghiệp của nó. Biết đâu nó bị ăn thịt xong qua bên kia nó nhập niết bàn sao? Sư cô ơi,
con lại sư cô mà. Sư cô giúp giùm đi sư cô ơi. Sư cô, bà có muốn chết cả lũ không? Tới giờ đi rồi, đi đi. Sư cô ơi. Thôi mẹ ơi, mẹ lấy con đi đi. Ờ đi 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 đi. Mẹ sư bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Đi thương sư bà ăn đi. Ờ đi 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 đi. Lẹ lên. Tới giờ rồi. Mẹ đi với con. Ơ cho mẹ với Lành ơi. Chết rồi. Giờ có mình sao ta? Xin Phật hiểu cho con đang lo chịu Phật sự, cho nên không thể gặp con chàng tinh được. Lỡ nó ăn thịt con sao? Chắc gì con gặp mà nó chịu tha cho con bé, cầu cho nó được siêu thoát. Sư cô. Sư bà cô ơi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư bà. Thoát rồi sư cô ơi. Dạ đúng rồi, thoát rồi sư bà. Ờ, sao mà thoát? Trời ơi, hai người mà trốn á là con chàng nó bắt ăn thịt cả ba luôn đó. Dạ không phải, ông chàng ông thử lòng con bé thôi, thấy nó hiền lành, giữ lời hứa nên ông tha cho nó. Ừ, có thiệt vậy không? Dạ thiệt. Dạ đúng mà. Lúc mà đi á, ông chàng còn dặn con là đi đường cẩn thận nữa. Dạ, con thấy á, ông hiền như Bồ Tát vậy sư bà. Thôi mẹ con mình dọn dẹp đi, đặng con lên đường nữa con. Dạ dạ. Bồ Tát, có khi nào là Bồ Tát giả dạng thử nó? Mẹ con nhà này ăn ở giả bộ hiền lành giỏi quá, không khéo chư Phật bị lừa lại cho họ thành Phật trước ta thì chết. Bọn nghèo đói này mà làm sao đắc đạo? Như vậy thì nhục cho thiền môn quá. Sắp tới Tây Trúc rồi, phải nghĩ cách cản chúng mới được. Còn sông ở ngay đây mà hồi nãy mình đi lấy nước cả buổi mày mới về. Giờ mới biết. Hiểu rồi ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Mới nãy á con đi lâu lắm mới tới, với lại cái dòng suối này nó nhỏ lắm chứ nó đâu có lớn như vậy đâu. Ừ, lạ ghê vậy đó. Con nói thiệt mà. Không lẽ sư bà ơi, có khi nào xuôi theo dòng suối này qua bên kia là đất Phật? Đất Phật hả? Mình tới đất Phật rồi sao? Trời ơi, vậy còn chần chờ gì nữa? Mẹ con bà nhanh đi chặt cây làm bè cho tôi, nhanh lên. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Đi dạ, đi nhanh dạ, lên dạ. Đi, 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 đi 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 đi. Trời ơi, sắp đến đất Phật rồi. Nhanh lên cậu. Dạng tay lên con. Dạ. Ráng lên. Dạ. Mình không có cần chống nữa. Chắc là sư bà được Phật độ rồi đó. Phật độ mình là chắc rồi, nhưng không lẽ hai mẹ con chẳng tu ngày nào mà cũng được ăn theo sao? Thiệt là vô lý quá. Mm-hmm.
tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Nhanh lên, chóng nhanh lên. Nhanh nữa lên. Phải chị gió thổi ngược lại cho hai mẹ con này trôi ngược qua bên kia, hoặc là lật bè luôn thì càng tốt. Đúng là đất Phật rồi. Hai người có thấy cây cổ thụ phía trước không? Dạ, dạ con thấy. Đó là cây quá kiếp. Hai người có biết, theo như ta đọc trong kinh sách, chỉ cần leo lên cây này, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần rồi cắm đầu nhảy xuống, rũ bỏ sát phạm, tức khắc sẽ thành Phật. Vậy thì hay quá. Phải. Con xin nhường sư bà lên trước. Hả? Dạ. Không, ta là người tu, tới được đây đương nhiên là Phật phải độ rồi. Thôi, tôi nhường cho hai mẹ con bà lên trước. Dạ, con cảm ơn sư bà. Không có gì. Vậy, lên. Hai mẹ con lên. Lên trước đi con. Dạ. Lên đi Phật độ đó. Lên đi con. Cẩn thận nha mẹ. Leo nữa đi, cao lên nữa đi. Ừ, cao lên. Lên chút nữa, càng cao càng tốt. Dạ. Đúng rồi, lên đi. Lên đi. Đứng lên con. Được chứ sư bà. Đó đó đó, ở trên đó có càng cao hơn nữa đó con. Leo lên đi con. Dạ dạ. Lẹ lên con. Được rồi, bây giờ hai mẹ con chắp tay lại, niệm Nam Mô câu thần chú 3 lần rồi cắm đầu xuống đất, Phật độ hai mẹ con bà liền đó. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhảy được chưa mẹ? Lạ vậy? Sao mình không rơi xuống vậy con? Ủa, hai ông là... Rồi sẽ biết. Khá khen hai con có lòng từ bi. Ta sẽ đưa hai con gặp Đức Phật. Theo ta. Dạ. Nói xạo mà hóa ra là thật sao? Không lẽ hai mẹ con nó được độ thiệt rồi? Trời ơi, sao ngu quá vậy trời? Phải biết vậy là mình nhảy trước là được rồi. Ủa, mà trong sách vở đâu có nói chuyện này. Mà mình nói xạo, mà tại sao mẹ con nó lại được? Thì ra là lời của mình linh quá mà mình không biết. Chắc là tại vì mình tu luyện lâu năm quá, cho nên trình độ thượng thừa. Trời đất ơi, ta nói biết chắc được vậy mà mình cũng không ngờ. Hai kẻ tầm thường hơn mình mà được Phật rước. Còn mình, chắc được cái ghế cao lắm đây. Trời, sao nãy đứng dưới không thấy gì hết trơn? Mà lên đây thấy cao quá vậy trời. Nam Mô, Nam Mô.
Trời ơi, trời ghê quá, không biết có nhảy được không trời. Trời, mà không nhảy sẽ thành Phật được. Nam Mô Di Đà Phật. Ủa, chưa nhảy nữa hả? Trời. Nam Mô Di Đà Phật, con nhảy à. Nhảy thiệt á. Đáng tiếc cho bà, đeo bộ mặt từ bi và lòng hiểm độc, chết bị biến thành bình voi, bị người đời móc ruột hằng ngày là vậy đó.